Quý vị biết Ngài Mục Kiền Liên á, là một trong những vị đệ tử lớn của Phật. Ngài có thần thông vậy đó, ai cũng biết điều đó. Vậy mà cuối cùng Ngài Mục Kiền Liên chết đau đớn vô cùng, bị ngoại đạo đánh chết trước cửa tu viện Trúc Lâm. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất và các vị đến xốc Ngài Mục Kiền Liên lên và hỏi sư huynh là tại sao thầy có thần thông mà tại sao thầy không vận thần thông thầy tẩu mà để cho người ta đánh thầy chết. Thầy mới nói khi nghiệp lực nó tới, một chữ thần giữ không nổi chứ đừng nói tới chữ thông. Vì thần thông mà không? Khi nghiệp nó tới rồi chữ thần lo cũng không xong nữa chứ đừng nói. Ý Ngài muốn nhắc chúng ta, Ngài đời này Ngài tu, Ngài chứng quả, nhưng mà cái nghiệp báo đó nó còn. Nhà Phật gọi cái này là cái gì? Dư báo. Cái dư báo. Có nhiều khi đời này mình sanh làm một con người, nhưng mà có thể trên cơ thể mình có một chùm lông nào đó giống lông heo, lông khỉ từ nhỏ ra luôn. Cái đó là dư báo. Đời trước mình có thể là một con vật đó, đời này mình tái sinh được làm người, nhưng cái dư báo nó còn. Pháp Hòa gặp có một cái người đó, cái dư báo họ còn á là cái miệng họ, xin lỗi đại chúng á, nó như con voi vậy đó. Ở trước này nó có một miếng thịt ra vậy nè, thì mỗi lần ăn là phải dở miếng thịt đó lên, đó là dư báo. Vậy thì trong chúng ta ngồi đây, chúng ta được nhận cái quả báo tốt, cho nên cái thân thể mình có thể 70%, 80%, nhưng chúng ta còn 10% của dư báo. Mà hơn nữa, nếu chúng ta không có nghiệp, chúng ta không có mặt ở cõi này, vì cõi này kết tinh có mặt bằng nghiệp lực. Còn các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền mà người ta xuất hiện đời này để độ sanh là các vị đó xuất hiện bằng nguyện lực. Còn mình là nghiệp lực. Nguyện lực là sao? Là do các ngài nguyện cho nên các ngài không khổ, cực mà không khổ. Còn mình là do nghiệp cho nên chuyện gì mình cũng rên hết á. Hỏi tới mình á, rên nghèo, rên khổ, rên đủ kiểu hết á. Hỏi sanh ở đâu, cuối cùng sanh ở Quảng Ninh hết. Người nào cũng nguyên lò than. Vì chúng ta nghiệp lực, mà cái lực là cái sức mạnh nó lôi mình. Thí dụ nè, cái người mà người ta bằng nguyện lực phải không, cái chuyện nó đến á, ta vẫn từ chối được, tại ta thấy được cái lý tưởng, cái nguyện của người ta. Còn mình là cuốn hút theo nghiệp. Nhiều khi mình thương cái người đó, mình bất chấp. Nhiều khi mình muốn được cái việc đó, mình bất chấp. Quý vị thấy, ví dụ bây giờ con người mình có tham không? Có. Nhưng mà cái người tu á, ta tham đúng chuyện, tham đúng lúc, và thậm chí tham vừa chừng, và thậm chí không tham. Thôi, tham sao được mà tham. Còn chúng ta thì khác à. Chúng ta nhiều khi thích cái đó rồi, không có tiền cũng đi mượn mua nữa. Cái nghiệp nó lôi. Vì cái thích của mình mà mình không biết rằng mình không có khả năng. Cái việc đó của mình mà mình biết rằng mình với không tới, nhưng mình vẫn miễn cưỡng mình làm. Vì lúc đó mê lầm nó che lấp, và cái nghiệp nó lôi mình. Cho nên nghiệp thì hay nguyện nó đều có cái lực, cái sức mạnh của nó. Thầy trụ trì là vừa làm chùa vừa đi học, nhưng mà thầy đâu có khổ. Vì sao? Vì cái nguyện của thầy. Cho nên nó có sức mạnh. Đi tới chùa kia mấy trăm cây, đi về chỗ này mấy trăm cây số, đi mấy tiếng đường xe, đi liên tục mà không có khổ. Tại vì cái nguyện của thầy nó có sức mạnh, nó đưa thầy vượt được. Còn mình á thì khác, mình không có nguyện, toàn nghiệp không à, sống theo nghiệp không à. Thích cái đó rồi 500 cây số cũng đi nữa. Mà không thích xác dách không thèm nhìn. Cái nghiệp, cái đó mình sống theo cái nghiệp. Cho nên á, nếu như trên đường tu tập của chúng ta, chúng ta thấy những cái khó khăn nó đến với mình, thì phải biết rằng cái này là cái nghiệp của mình, một phần quả báo mà chúng ta phải nhận. Để làm chi? Quán như vậy để làm gì? Để không hận thù cái chuyện đó, không ghét bỏ chuyện đó, mà nhẹ nhàng tiếp nhận lướt qua. Nếu như mình đi tìm toàn là người dễ thương không á, chắc không có ai hết trơn. Tại vì người nào á cũng có một phần dễ thương, mấy chục phần dễ ghét. Vậy mà thậm chí mình thương người đó quá, mình không nói trời dễ thương, nói trời dễ ghét, dễ sợ. Lúc thương quá thì mình nói là dễ ghét, mà lúc mà ghét thiệt cái bắt đầu nó ghét. Mà cái ghét mà bằng ghét mà thương á,
cái âm điệu nó khác, cái con mắt nhìn nó khác, thậm chí cái tai nó khác, thấy không? Ghét dễ sợ mà còn dỗ một cái nữa. Hỏi làm gì? Đánh yêu. Làm gì? Mắng yêu. Còn nếu mà mình ghét thiệt cái là cái răng mình nó nghiến lại, con mắt mình nó trợn lên, thái độ mình nó khác, nó có gia vị của nó hết á. Cho nên khi mình tu mà có trở ngại thì quán để vượt là gì? Báo oán. Pháp Hòa kể đại chúng nghe, có một vị thầy tu đó, thầy đi thuyết pháp xong thì cái cô đó cổ thương thầy quá, và cổ xin bị cổ con của một vị quan, thì cổ xin cha của cô á, là lên điều đình với vị thầy đó, xin vị thầy đó ra đời để mà cưới cô. Thì cái vị thầy này dứt khoát không. Thì cuối cùng á, cô này cổ ngồi trước cửa phòng của thầy, thì thầy này thấy không xong rồi, thì thầy mới lên núi thầy tu. Thì cô này quỳ khóc ở trước cửa khất á, là xin thầy hãy bây giờ không cần nhìn mặt thầy luôn, chỉ cần thầy đưa cánh tay ra cửa cho cô cầm cánh tay thầy, để cô thỏa cái tình thương nhớ của con. Thì cuối cùng á, thấy cái nghiệp lực này mình đã gieo nhiều đời rồi, cuối cùng thầy đưa cánh tay ra cho cô nắm. Sau khi cô nắm xong rồi á, thì thầy ở trong thất đó thầy tự thiêu. Vì thầy biết cái nghiệp, vị đó là một vị thầy, một vị thiền sư trong Phật giáo của chúng ta, và vị thầy đó đã tự thiêu để giải cái oan nghiệp này, vì đời trước thầy đã từng phụ tình cô. Nhưng mà bây giờ cô sẽ trả thù bằng cách là làm cho thầy động tâm, không tu được. Cho nên có lần đó, ở Việt Nam mình nó có một vị thầy, thì thầy tu dưới quê, thầy học ở trên, xin lỗi, thầy học ở Sài Gòn á, thì sau này thầy mới đi về quê á, mùa hè thầy về quê chùa cũ của thầy. Thì bữa đó có một cô Phật tử cô tới chùa cô quỳ, cái cổ thúc thích cổ khóc sao đó. Thì thầy quét dọn chánh điện, thầy tới thầy hỏi thăm. Hỏi thăm thì hai bên hỏi thăm bình thường thôi, thì biết được cô này cổ buồn. Rồi thôi xong chuyện, khuyên lơn về thôi xong. Thầy trở về Sài Gòn thầy đi học. Tự nhiên bữa nọ đang ngồi học, chỉ có người vô báo nói thầy ơi, có bà con thầy tới kiếm. Cái ông thầy nói trời, tôi hồi nào giờ tôi đi học có bà con nào tới kiếm đâu. Nó không biết con cô đó, cổ nói cổ bà con của thầy. Thảy ra thì đúng cái cô mà khóc ở trong chùa mình ở dưới quê bữa hôm á. Hỏi sao cô tiếm tới đây? Cổ nói giờ con không có chỗ ở, giờ con tìm thầy để thầy giúp. Con không biết đâu, giờ con lên tới đây rồi, thầy phải lo cho con. Thì ông thầy ông chớ giới rồi. Thôi bây giờ mà trong Phật học viện mình đâu có giữ cổ được, cho phải đưa cổ ra. Đưa cổ ra ngoài cái thầy giúp á, bằng cách là đi mướn nhà cho cổ, rồi dẫn cổ đi chợ mua nồi mua gì đó. Cái đi về cái mệt cái cổ nấu cơm cho ăn. Nấu cơm cho ăn rồi cũng rồi cái cổ cũng qua lại, thì cuối cùng cái sao thảy ra đời cưới cổ. Khi mà cưới cổ rồi sanh được một đứa con, sanh đứa con bây giờ thầy tu từ nhỏ tới lớn mà đang học nữa, đâu có biết gì đâu, cuối cùng đi đạp xe đạp ôm nuôi vợ nuôi con. Ông thầy ông buồn lắm, tại vì có người đệ tử duy nhất mà giờ đệ tử mình ra đời thì thôi, thầy nói nghiệp con thì con chịu thôi, giờ thầy cũng hết cách thôi, thì con đi thì con cứ đi, nhưng mà con nhớ là cửa chùa lúc nào cũng mở rộng đón con về. Nhưng mà khi mà thấy ẩm đứa con vô chùa thăm sư ông rồi thì ông thầy ổng càng buồn hơn nữa. Ổng nói tưởng đâu nó single one by one thì mình còn có ngày lấy lại nó, chứ còn giờ nó nhơn ra nữa rồi thì coi bộ không xong rồi. Thì quý vị biết có một ngày nọ, thầy đi đạp xe đạp ôm đi làm, cô này ở nhà để lại đứa con và đi đâu mất tích, không ai tìm cô này ra được. Lúc này đi về kiếm khắp nơi kiếm không ra. Thì cuối cùng ông thầy thấy đệ tử mình khổ quá, vừa lo đứa con vừa cực khổ đời sống, thì cuối cùng dẫn người, kêu người đệ tử đó về
người sư phụ chấp nhận nuôi đứa con của đệ tử mình, rồi nuôi đứa đệ tử mình luôn, coi như cho cha con ở chùa nó làm lại cuộc đời. Thì cuối cùng ông phải ngâm bài thơ của Huy Cận: vai đây con hãy tựa đầu, cho thầy nghe nặng trái sầu rụng rơi. Thì quý vị biết đó là một câu chuyện thật. Nhưng mà tại sao? Vì có thể đời trước thầy đã từng lường gạt cái tình cảm của người đó, hoặc là thầy chưa chọn, thầy quýt, thầy quýt tình đấy. Cho nên cô này đời này cũng làm cho thầy phải xính dính một phen, rồi cuối cùng cũng mất tích. Phải không? Cho nên khi thầy hiểu được cái đó, thầy không có khổ, thầy không có trách, thầy không có cho cô đó là một cái người bội ơn bạc tình gì cả, mà thầy chấp nhận được mọi việc nó đến với thầy. Thì thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, dù đời sống đời hay đời sống đạo, có những vị làm đạo rất dễ dàng, có những người làm đạo rất khó khăn, có những người tiếp độ chúng sanh dễ, có những người nói chuyện với chúng sanh rất khó. Như vậy thì chúng ta biết rằng tất cả đều có cái ân oán với nhau. Thời Đức Phật á, có một bà nhà giàu lắm, mà cái bà này đặc biệt là chồng cúng chùa nhiều chừng nào thì bà lại keo chừng nấy. Đến nỗi ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất, ngay cả Đức Phật bà không phục tùng ai, bà không cúng dường ai hết. Thậm chí mà ngày Mục Kiền Liên á, dùng thần thông á, hất cái nhà của bà lật ngược lại, rồi nó quay vòng vòng muốn sập vậy. Cái bà sợ nhà sập, cái bà nói: tôn giả ngừng tay, tôi xin cúng dường quy y Tam Bảo. Mà hễ cái nhà mà ngừng lại trở lại, bà nói: thôi tôi đổi ý. Rồi cứ bao nhiêu lần như vậy, mà cuối cùng quý vị biết không, một hôm nọ đi khất thực, bà đứng ở bên đường, bà nhìn, bà khinh chê. Vậy mà đi, khi bà nhìn tới ngày La Hầu La thì bà lại phát tâm cúng dường cho ngày La Hầu La. Thì cái chuyện này đến Đức Phật, Đức Phật nói: đâu có gì lạ đâu, duyên thôi. Đời trước họ là thầy trò với nhau, cho nên đời này họ gặp nhau họ cảm mến dễ dàng. Cho nên đời này mình gặp một vị thầy, mình cảm mến, mình học theo, mình đi theo, mình hành đạo, mình tiếp tục, đó là cái duyên thầy trò nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải bình thường. Nhưng mà nhớ duyên này duyên lành rồi, thì chúng ta phải tưới tẩm cho duyên lành này tăng thượng. Cũng như chúng ta được cái trong cái nghiệp đời sống con người khổ, nhưng so với muôn ngàn người khổ, chúng ta ở đây chúng ta khá hơn nhiều ạ. Phải vậy không? Mình cũng khổ vậy, nhưng mà so cái khổ của mình và khổ những người ở quốc độ nghèo túng hơn, mình đỡ hơn, cho mình chưa đến nỗi. Thì phải quán tất cả mọi người xung quanh mình, và phải thấy rằng người nào đến đây làm khổ mình phải có duyên do hết. Để chi? Ngay đời này chúng ta giảm hận thù, giảm hận thù, giảm ganh ghét, mà để chúng ta chấp nhận, ôm ấp và lấy cái lòng từ bi, lấy cái tâm vị tha đó, mình chuyển hóa cái nghiệp lực giữa mình với họ. Vì lúc nào cũng phải nhớ: thêm bạn bớt thù. Thêm người thù không bao giờ có lợi. Thậm chí bây giờ, thậm chí mình tự cao chút đi, mình nói tôi là chán kiểu, dạy gì đi chọi với chán đá. Thậm chí mình nói tôi là một cái trứng mỏng đẹp, dạy gì đi luyện với cục gạch. Thí dụ mình có tự cao đến mức là mình cho mình là một chán kiểu đi, thì tại sao mình lại đi chọi với chán đá? Cho nên lúc nào cũng thêm bạn bớt thù. Đó là thứ nhất. Ngày khi chúng ta nhập vào con đường tu sẽ gặp trở ngại, thì gặp trường hợp trở ngại thì chúng ta phải quán rằng cái đó gọi là báo oán. Tất cả những cái oán trách nó trở về đây, mình phải gặp cái đó. Cái chữ báo này là gì? Là quả báo, là cái kết tinh, cái kết quả đến đây nó làm khổ mình. Điều thứ hai, tùy duyên. Muốn tu dễ, muốn sống an vui, phải có cái tâm tùy duyên. Mà mình tùy duyên là gì? Không phải chuyện gì cũng tùy, mà trước hết tạo duyên, tích duyên, kết duyên. Duyên là gì? Là điều kiện. Duyên là điều kiện. Mà chúng ta muốn điều kiện tốt, chúng ta phải tạo. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa sang Nhật, trước khi đi thầy trụ trì không hay. Sang tới đây rồi thầy trụ trì mới biết, rồi thầy dò la sao thầy biết, thầy liên lạc được với Pháp Hòa.
Vậy thì thầy tạo duyên. Rồi tâm Pháp Hòa cũng muốn kết duyên. Thầy là người tạo duyên, Pháp Hòa là người muốn kết duyên. Cho nên hôm nay chúng ta mới đủ duyên. Nếu thầy muốn tạo duyên mà Pháp Hòa cắt duyên, phải không? Thì hôm nay chúng ta vô duyên. Vậy thì thưa đại chúng, duyên là điều kiện. Mà đã tạo điều kiện rồi cũng sợ duyên nó bị lừng khừng nữa, đi sớm một chút. Tại vì ở Nhật là kẹt xe, rồi hôm nay lễ gì đó, cho nên Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ nếu Pháp Hòa đi với đoàn mà lỡ mà chương trình tới trễ, là mà sáng hôm nay là thời gian rất là ít, nếu mà tới trễ rồi là giảng xong là phải lật đật đi nữa thì khổ lắm, cực nữa. Thôi thì xin phép đoàn Pháp Hòa đi sớm một chút, nhờ Phật tử trở lên sớm một chút. Thà là mình đi sớm để mình sinh hoạt được gì đó, rồi mình không có bị gián đoạn cái duyên. Vì duyên nó đã ít rồi, cho nên đời này là làm sao để mình thương nhau được. Đây Pháp Hòa chỉ cái cách Pháp Hòa sống đó. Lúc nào Pháp Hòa cũng nghĩ á, duyên của mình ngắn lắm. Cái duyên của mình ngắn lắm, cho nên thôi gặp được nhau nhiêu á, giảm cái ghét. Để chi lỡ hết duyên gặp nhau nữa rồi không hối hận. Chứ bây giờ Pháp Hòa với đại chúng ngồi đây, thí dụ như có những cụ năm nay 80-90 ngồi đây, chắc gì mình gặp lại được vị đó. Thưa đại chúng, vừa rồi Pháp Hòa gặp một bà cụ với một ông cụ, tới nắm tay Pháp Hòa mà mừng, thiệt là mừng luôn. Xong nói vậy nè, gặp thầy lần này đâu có biết gặp được không, tại vì năm nay 80 hết rồi. Thí dụ giờ năm tới, 2 năm nữa, 3 năm nữa thầy qua, biết tụi này sống nổi không mà chờ thầy. Thấy không? Còn một ông cụ năm nay 90 mấy tuổi nói, trời ơi tôi chờ thầy 90 mấy năm rồi. Nghe đứt ruột vậy đó. Để cái tâm của mình nó nhẹ nhàng á, nếu đó là một duyên lành, chúng ta đừng nên từ chối. Duyên lành mà. Ví dụ như ta rủ mình đi chùa là một duyên lành, ta rủ mình làm thiện là duyên lành. Nhưng mà nếu mình từ chối cái duyên đó hoài thì duyên nó không tới nữa. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ bạn mình rủ mình đi chùa, rủ 5 lần mình không đi, người ta rủ nữa không? Không. Nhưng mà ngược lại, nếu bạn rủ mình đi nhậu 5 lần mình không đi, ta rủ nữa không? Cũng không. Đó là do mình. Nếu mình thấy đó là duyên xấu, mình từ chối 5 lần 7 lượt, cuối cùng người ta sẽ cắt duyên với mình. Vì người ta biết rủ riết không đi thì mình ta muốn kết, mà mình muốn không thì không có kết được. Nhưng mà ngược lại, nếu điều lành mà mình cứ từ chối hoài, tự mình cắt điều đó thì người ta cũng sẽ không tìm tới mình nữa. Thế thôi. Cho nên chúng ta phải có cái nhìn, cái nhập lý cho thấu đáo rồi thì việc gì nó đến chúng ta hiểu. Chúng ta không tự tiện dùng cái chữ tùy duyên. Chuyện gì thôi tùy duyên đi. Thí dụ thầy trì nói, thầy Pháp Hòa ơi, tôi mời thầy tới nói chuyện Phật tử, tùy duyên nha thầy. Không biết gì đâu sắp xếp. Không biết gì hết rồi sao sắp xếp. Dạ xin hứa tới ngày đó giờ đó. Thì mình đã đưa cái duyên rồi, thì bây giờ thầy ở đây phải sắp xếp cái duyên để mọi việc nó đủ duyên. Rồi Pháp Hòa cũng phải kết hợp, vì Pháp Hòa sợ trễ cho nên Pháp Hòa đi sớm một chút để mọi việc nó được luân lưu tốt đẹp. Vì vậy cho nên sáng hôm nay chúng ta đủ duyên và duyên này được tốt. Còn ví dụ bây giờ đã thông báo rộng ra rồi mà tưởng sao tới đây có 10 người à, cái thì lúc đó phải tùy duyên, tạo duyên rồi mà giờ thông báo rộng rãi rồi mà 10 người tới thì phải tùy, lúc đó trường hợp đó mới tùy duyên á. Chứ không phải rồi mình tự nhiên mình nói chữ tùy duyên mà mình không hiểu lúc nào mới tùy duyên. Rồi Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình đói bụng quá mà trong xe không có gì ăn hết ngoài một cái hộp bánh đó. Đó, mình đói bụng mình tìm cái này kia ăn gì không có. Đây tùy duyên nè, ăn tạm gì đỡ đói, lát ăn chín. Trong cuộc sống chúng ta tùy duyên là vậy. Cho nên người mà người ta nhập được cái lý rồi đó, người ta sống nhẹ nhàng lắm, sống không có ràng buộc, không có gò bó, nhưng không có phóng túng ạ. Không có phóng túng. Sống tùy duyên mà không phóng túng. Bởi vì sao? Tùy duyên nhưng mà bất biến. Bất biến là gì? Không thay đổi. Đó, mình qua đây
Mặc dù mình có thể hội nhập được tất cả mọi cái truyền thống, thậm chí người Nhật người ta không ăn Tết ta, nhưng mà người Việt mình ăn Tết ta không? Vẫn ăn chứ. Được ăn sống ăn. Mà ở đây sướng nữa, ăn Noel, ăn Tết Tây, ăn luôn cả Tết ta, rồi cái giữa năm ăn Tết Đoan Ngọ. Đó, rồi cái gần cuối năm ăn Tết Trung Thu. Một năm ăn mấy cái Tết. Không, thành thử ra chúng ta ở đây chúng ta tùy duyên nhưng mà bất biến. Người ta tổ chức lễ đầu năm Tết Tây, mình vẫn tùy duyên, nhưng cũng không quên cái Tết dân tộc của mình, đó là Tết ta. Chúng ta bất biến, chúng ta không rà, không ồn ào bên ngoài, nhưng ở trong nội viện của chúng ta, gia đình chúng ta vẫn có cây mai, cây đào, cho dù là đồ giả, thấy không? Vẫn có đòn bánh tét, vẫn có cái gì đó, không khí của ngày Tết. Được, cái thứ hai là phải không? Báo oán, tùy duyên. Rồi cái thứ ba là gì? Vô sở cầu. Vô sở cầu là gì? Không nghĩa là, không có nghĩa là mình không cầu gì. Mình cầu nhưng mà không có dính. Thưa đại chúng, cuộc đời này có hai thứ. Một là ước, hai là nguyện. Thí dụ này, tôi ước trúng số. Chứ không ai nguyện trúng số à nha. Ước thôi. Tại sao ước? Được không được thì thôi. Cái ước là đơn giản lắm. Tôi thích vậy, tôi ước vậy đó. Nhưng mà không được thôi à. Không có khổ. Nhưng mà tu là không có ước. Tu là phải nguyện. Tại vì nguyện là nó đi từ trong lòng mình nó đi ra. Và chính cái nguyện này nó làm cho mình thăng tiến. Thí dụ nói tôi nguyện ăn chay. Nguyện cho nên mỗi tháng ăn 2 ngày. Nên tôi ước ăn chay. Ước ăn chay cho nên giờ trên bàn tôi có dĩa thịt với dĩa đậu hũ. Tôi ước thôi mà. Nhưng mà giờ có dĩa thịt thôi, tại tôi ăn dĩa này trước. Thật ra cái ước là cái điều mong mỏi của mình. Nhưng mà được không được thì thôi. Chứ vô sở cầu là gì? Mình cũng mong điều đó, nhưng mà được không được chúng ta tùy duyên. Tại hồi nãy mình tùy duyên rồi. Mình tùy duyên rồi. Mà không được nữa thì thôi. Có một cô Phật tử á, hôm qua viết cho Hoàng một lá thơ dài 4 trang giấy. Thì cô mới kể là cô tạo hết mọi duyên, sắp xếp rất là nhiều thứ, cuối cùng biết sao, tới ngày đi gặp Pháp Hòa bị bệnh. Thì cái thơ đó cô viết cho Hoàng là cô kể những quá trình mong mỏi của cô, những quá trình cô sắp xếp, nhưng mà cuối cùng cảm bệnh không đi được. Đấy, cuối cùng cô kết luận câu con tùy duyên, vì con đã tạo hết các duyên rồi, phải không? Cho nên chữ tùy duyên, và chúng ta kế đến là chúng ta mong mỏi nhưng điều đó không được, không có khổ. Mình không gặp được thầy bằng xương bằng thịt, nhưng mà đã từng gặp thầy ở trong băng dĩa, trong những bài giảng. Và thưa đại chúng, ngày hôm nay mình gặp nhau để làm vui cho nhau, kết duyên với nhau ở cái hiện hữu này. Nhưng mà thật sự cái quan trọng nhất là quý vị tiếp nhận những gì Pháp Hòa chia sẻ trong cuộc sống của mình, giống như là chúng ta đã tiếp nhận Đức Phật. Chúng ta tiếp nhận Đức Phật là lời dạy của Ngài, chứ ai biết tướng Ngài ra làm sao đâu. Mà quý vị đi hết các chùa có không có Phật nào giống Phật nào đó. Phải không? Thành thử hình ảnh của Đức Phật là do chúng ta tưởng tượng ra chúng ta làm, chứ chúng ta không ai có hình thật của Đức Phật để làm cả. Nhưng mà cái mà đông nhất của chúng ta là gì? Lời Phật dạy. Cho nên á, Hòa thượng Làng Mai á, tức là Sông Thích Nhất Hạnh á, Ngài dặn đệ tử là khi Ngài mất á, các thầy không được làm mộ cho Hòa thượng, không được xây tháp làm mộ. Hòa thượng không cho. Và bây giờ rồi ví dụ như Hòa thượng còn dặn, nếu ai đó mà thương thầy quá mà lỡ làm cho thầy cái tháp á, thì trước cái tháp đó phải để là trong đây không có gì. Trong đây không có gì. Mà người đó không chịu nghe lời nữa, phải không? Viết thêm cho họ một câu nữa, ngoài kia cũng không có gì. Trong cái tháp đó không có Hòa thượng Nhất Hạnh. Vì mình không phải, thầy không phải trong bị ràng buộc trong cái tháp đó. Đức Phật không ràng buộc trong một cái bức tượng. Mà đạo lý của Đức Phật đang ở trong tâm của tất cả chúng ta, dù ít, dù nhiều, dù sâu, dù cạn.
dù tướng, dù sự, dù lý, dù sự gì, chúng ta nhận lời Đức Phật mỗi người một chút bằng mọi hình thức. Và chúng ta mỗi người phát huy tự sống với cái đó. Chúng ta nuôi Đức Phật bằng cái đó. Chúng ta nuôi Đức Phật của chúng ta bằng giáo pháp hàng ngày của chúng ta. Cho nên hàng năm mà chúng ta làm lễ Phật đản, nhớ là cái đó chỉ là một ngày lễ để nhắc nhở mình phải làm sao cho một Đức Phật của chúng ta mỗi ngày được sinh ra, chứ không phải một năm cái ngày đó. Nhưng mà nếu không làm cái lễ đó chúng ta quên. Làm cái lễ đó để nhắc mình đừng quên việc đó. Cái thứ ba mà chúng ta học là gì? Là vô sở cầu. Thưa đại chúng, cuộc đời này cho dù mình cầu được cái gì đi nữa, cái đó nó phải thuộc của mình không? Không. Vô sở là gì? Không có thuộc quyền sở hữu của mình. Cho dù đó là nhà, cửa, danh vọng, địa vị, vợ, con, đủ thứ hết, không có phải của mình. Cho nên có thì chúng ta dụng, nhưng mà nhớ cái gì cũng không thuộc về mình mãi mãi. Quý vị lâu lâu nghe bài hát của ông Trịnh Công Sơn, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Mình là cát bụi mà, phải không? Rồi một ngày cái thân này thân cát bụi tạm thời mấy mươi năm, đủ keo đủ sơn nữa, sơn phết lên để hoạt động mấy mươi năm vậy đó. Nhưng một ngày nào đó nằm xuống rồi thì bắt đầu đi ra trở về với cát bụi. Nhưng mà nhìn lại thì cát bụi này tuyệt vời. Cát bụi này làm được quá nhiều việc. Cát bụi tuyệt vời. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một ngày tóc trắng như vôi, láo úa trên cao rụng đầy. Trăm năm của mình đi vào con ngày, cho trăm năm vào hết một ngày. Quý vị nhìn cái cây quý vị thấy không? Đó, có những cái cây nó đâm chồi nảy lọc, sau nó chuyển dần 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 đến cái lúc mà nó rơi xuống. Nó rơi xuống nó thành ra phân bón. Nó đi về đâu? Rồi mình nhìn cây đó mình tưởng cây đó mình nói cây này chết rồi. Nó không có chết. Tại vì trời lạnh quá nó hiện cái tướng không lá. Rồi năm sau trời ấm nó hiện tướng có lá. Hiện tướng có lá màu xanh. Rồi trời bắt đầu lạnh dần, nó bắt đầu nó chuyển màu. Thành thử ra mình nhìn vô cái cây mình thấy xanh diệt diệt xanh. Cho chúng ta cũng thế. Không có cái gì mà nó nằm trong tay mình trọn vẹn. Mình nắm một cái, mình nắm một cái hàm, một cái nắm đậu vậy nè, thích lắm, muốn thật là nhiều, nhưng mà tay mình nắm được nhiêu thôi à. Không nắm hơn được. Bàn tay rộng thì nắm được khá chút, bàn tay nhỏ nắm ít chút, nhưng mà thủy chung không ai một bàn tay mình nắm được cả thúng đậu cả. Cho mình không có ôm ấp, mình không có ôm trọn được cái gì trong lòng bàn tay mình. Nếu có là gì? Là sự tự tại của thân tâm. Chư Hòa Thượng Trí Tịnh á, ngài có một cách tu của ngài, ngài dạy nè: đời tôi á, không cầu mà không từ. Không cầu là sao? Tôi không có cầu móng gì chứ, mà ai cúng gì tôi cũng từ chối. Thí dụ ngài không cầu là tôi mua 5 mẫu đất, tôi mua 10 mẫu đất, ngài không cầu. Nhưng mà nếu có ai đó nói dạ bạch Hòa Thượng, con xin cúng Hòa Thượng 10 mẫu đất cất chùa, nhận. Không cầu mà không từ. Rồi Pháp Hòa mới nói đùa với mấy em, nó nói bây giờ ha, cuộc đời này á, người ta sống bằng hai chữ: đòi hỏi. Bữa nay mình tu phân nửa thôi, không đòi, ai hỏi ok. Ví dụ như tôi không đòi ăn, nhưng mà hỏi ăn không, dạ ăn. Nếu mà mình nói mình mà đòi hỏi, ta nói trời ơi tu mà còn đòi hỏi, có ăn mà còn đòi hỏi, thôi giờ mình không đòi, nhưng mà ai hỏi thì. Cho nhiều khi mỗi buổi sáng được đi hành hương chung với đại chúng, ai cũng thương. Nhiều khi buổi sáng trước mặt không nước không uống cũng đủ no rồi. Người cho ly sữa, người cho ly trà, người rót ly cà phê, người rót ly này kia. Nhìn mấy ly nước, thật sự ra Pháp Hòa cũng sẽ uống, nhưng mình trong ly nước đó mình nhận ra được tình thương của mọi người.
Có nhiều khi ngồi đi quý vị bước xuống xe đi vệ sinh, cái ghé vô cái tiệm, cái lên xe thế nào qua cũng có một chai nước. Tại sao? Vì đó là mình không có cầu, nhưng mà ta cúng. Cúng thì nhận. Thưa đại chúng, cái đó là vô sở cầu đó. Mình không cầu gì hết, nhưng mà có. Cái thứ hai là nếu mình có cầu điều gì thì nhớ là cái cầu đó cũng nó không phải là sở hữu của mình. Hồi xưa ngài Khổng Tử á, dập thời loạn ngài cũng nhẹ nhàng, rồi các vị ngài cũng khải đàn vậy đó. Thì cái người đệ tử mới hỏi sao mà thời buổi loạn lạc mà thầy vẫn còn tâm tư để khải đàn. Thì Khổng Tử mới nói ta làm được gì, phải không, ta làm được gì khi mà đó là cái điều mà gọi là theo như xưa thì ta nghĩ là đó là ý gọi là làm mệnh trời, mình không có cãi được. Thì chúng ta bây giờ cũng, chúng ta sống là chúng ta theo Phật giáo là nghiệp lực của mỗi người. Nói trời ơi sao cái người đó họ dài quá, cái người đó lợi dụng mà nó vẫn thương. Nếu mà nó khôn đâu tới phiên mình kêu nó dạy. Nếu mà nó tỉnh đâu có lúc phiên mình gặp nó nói nó mê. Nhưng mà mình thấy vậy mình nói mê, chứ người ta thấy người ta tỉnh. Và thậm chí ta còn tuyên bố một câu tôi không điên, tôi không khùng gì hết đó. Đây là tình yêu của tôi. Thật ra dếu chứ nữa là ba cái phải không? Thứ nhất là báo oán, thứ hai là tùy duyên, thứ ba là vô sở cầu. Và cái thứ tư là gì? Xứng pháp. Pháp là gì? Là chân lý. Pháp là chân lý. Đây là giáo pháp là chân lý. Thì khi mà chúng ta lấy cái chân lý mà chúng ta sống rồi á, thì cái pháp nào nó cũng tương, cái pháp chúng ta có nó tương ứng với các pháp khác. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Trong nhà mình nó có ba hũ muối, đường, bột ngọt. Ai nhờ mình nấu món gì đi nữa đó thì cũng không ngoài muối, đường, bột ngọt. Canh chua, cà ri, món gì muối, đường, bột ngọt là pháp mình có. Còn các pháp thế gian người ta nhờ á, mình có pháp mình ứng. Vậy thì trong chúng ta nếu có đạo lý, có chân lý rồi á, thì không pháp nào mình khổ hết. Tại vì pháp nào mình cũng có Phật pháp, mình ôm ấp, mình bao trùm. Cho quý vị nhớ cái bài mình tán Phật không? Quang trung hóa Phật vô số ức, trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Trong một cái hào quang mà hóa vô số Phật, rồi trong vô số Phật đó lại hóa ra vô số Bồ Tát. Ở đó muốn nói cái gì với chúng ta? Cái đạo lý trùng trùng duyên khởi, bất tư nghì, nói không hết. Đây, quý vị nhìn một ngôi chùa coi. Bây giờ nếu mà nhìn một tổng thể cái chánh điện này á, là mình sẽ thấy rằng rất nhiều những cái biến hóa từ các vị khác. Thí dụ như vị thì đóng góp cúng tượng Phật, người thì đóng góp cúng cây đèn. Cho nên đây, ở trong cái chánh điện này mà quang trung hóa Phật vô số ức, cây đèn, cái ghế, cái hình, cái hào quang vân vân, bất khả tư nghi, trùng trùng ở trong đó. Thì chúng ta tu á, chúng ta phải có một cái hạnh thứ tư là gì? Xứng pháp hạnh. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta có cái pháp để chúng ta ứng xứng với tất cả mọi sự việc. Mà cái này là gì? Là cái chân lý, là cái tâm thanh tịnh. Thí dụ như mình là đạo Phật, tự nhiên người thân mình mất, cái có bạn, người bạn của mình đạo Chúa tới đứng ngay trước đó làm thánh giá, được không? Được hết, không sao hết á. Tại sao? Vì vị đó đến làm thánh giá bằng cái tâm lành của người ta. Người ta là có đức tin ở Chúa, và người ta đến thăm tiễn đưa mình, và người ta đem cái tâm lành của ta cầu Chúa cho mình. Tại sao mình phải chống bán chuyện đó? Không có chuyện gì phải chống bán cả. Tại người ta đâu có làm ác, ta đâu có làm điều bất thiện, ta gửi cái năng lượng lành của ta qua cái hình thức là ta làm dấu thánh giá. Nhưng mà ngược lại, nếu mình là người đạo Phật, mình đến một cái đám của người chúa Thiên Chúa, mình tới mình thăm viếng, mình xong mình chắp tay tiễn biệt người đó bằng cái hoa sen tâm của mình, được không?
Được. Tại vì mình xứng pháp. Chân lý nằm trong người mình. Việc đến. Nếu như mà mình đến một cái đám tang đó, mà mình đứng mình nhảy disco này không xứng pháp à. Rõ ràng không? Thí dụ bây giờ mình đi đám tang là mình phải mặc đồ sao cho nó tương ứng cái đám tang. Mặc đồ trắng, đồ đen, mặc đồ nghiêm túc. Không có ai đi vô cái đám tang mà mặc nguyên bộ đồ áo da gì, áo đầm màu đỏ hết á. Nó không xứng. Nó không xứng cái pháp đó. Nó không xứng với cái pháp đó. Cho nên thưa đại chúng là người ta đến đám tang là tự động người ta nghiêm túc bằng tất cả tâm thành của người ta, bằng cái hình thức gì của người ta có được, người ta gửi cho mình cái pháp của người ta. Và cái quan trọng là chúng ta có chân lý, chúng ta tiếp nhận cái đó. Nếu như người ta làm cái pháp ngược lại á, người ta nói giờ chị không chịu tôi làm dấu phải không? Tôi mở nhạc rock rồi nha. Thì là không xứng pháp. Cho nên trong cuộc sống chúng ta, việc gì người ta đến với mình cứ tiếp nhận như là cái pháp đó. Nhưng mà tại vì tất cả tâm thành ta có vậy đó. Có nhiều vị á, người ta đến nói chuyện với mình, người ta xây dựng mình, mà ta nói giống như là người ta ra lệnh cho mình vậy đó. Và đôi khi mình bực lắm, mình nói tại sao mà nói cái kiểu như ra lệnh vậy đó. Dù đôi khi cái người đó người ta không có cái ý đó, nhưng mà tại cái cách của người ta như vậy đó, xưa giờ người ta quen như vậy rồi. Mình hãy nên tiếp nhận cái điều đó, không có nghĩa là mình ủng hộ người ta, nhưng mà mình thấu lý được ở bên trong là người ta không cố tình. Nhất là mình sinh hoạt ở trong chốn công cộng thì thế nào những chúng sanh mà không được như ý mình nhiều lắm, xuất hiện đủ kiểu hết đó. Từ lời nói, từ cái cách hành xử vân vân. Và quý vị nhớ nè, người ta lâm vào cái trường hợp mà phải ở trong cái vị trí điều hành đó, đôi lúc cận cái sự việc mà người ta thấy nó ấy là người ta quýnh quán lên, người ta có thái độ, người ta có lời nói mà mình nghe không được, nghe thấy nó kỳ quá. Nhưng mà chính họ cũng thấy điều đó. Sau khi xong rồi họ mới thấy, ồ tại sao bữa đó mình lại như vậy, tại sao bữa đó mình như thế kia. Người ta cũng thấy chứ, nhưng mà tại ở cái hoàn cảnh đó ta chưa có làm được. Cho nên ngài Đạt Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài đưa ra hai cái pháp tu. Một là lý nhập, hai là hạnh nhập. Mà lý nhập nghĩa là chúng ta thấm thấu được đạo lý ha. Còn cái gọi là hạnh nhập nghĩa là khi chúng ta thấu lý rồi thì chúng ta phải đạt được cái hạnh của mình tu. Trong đó ngài đưa ra bốn cách. Một là báo oán hạnh. Hai là gì? Tùy duyên hạnh. Ba là vô sở cầu. Bốn là xứng pháp. Vô sở cầu là mình đừng có nghĩ rằng á, mình đi đến đâu cũng gặp toàn là Bồ Tát Thánh Hiền. Nhiều khi phải có những chúng sanh kỳ cục vậy đó, để mình mới thử được mình coi là mình tới đâu rồi. Nếu mà người nào cũng dễ thương với mình hết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình nghĩ rằng á, mình lúc nào cũng được người ta khen. Và hình như là mình được tiếng khen nhiều hơn. Cái đôi khi mình sống với cái tiếng khen đó, mình bền bồng với tiếng khen đó. Hôm nào mình bị người ta chê thử một cái coi. Không phải người ta chê thử mà người ta chê thiệt. Rồi vô tình mình nghe được cái lời chê đó, tâm mình sao? Mình nghiệm lại, mình thấy rằng mình đã bị xính dính, mình đã bị lung lay trước lời chê đó không? Mình có bị buồn khổ với cái lời chê đó không? Tự mình biết, không cần báo ao hết đó. Nhưng mà mình tu á, là mình phải trở về để mình tùy duyên. Thuận thì mình sống thuận, nghịch thì mình sống nghịch. Quý vị ở đất nước Canada hay là nói chung là ở xứ lạnh, mà mùa đông mà biểu không lạnh là coi như mình không biết sống rồi đó. Người ta sẽ nói sao? Tôi thiệt không biết làm sao cho vừa lòng anh. Anh ở cái xứ lạnh mà anh cứ đòi nó nóng. Phải không? Cho nên á, mình tùy duyên, nghĩa là lúc nào mỗi cảnh mỗi lúc chúng ta tùy thuận chúng ta sống. Nếu mình muốn sung sướng như ở nhà thì mình ở nhà. Mà mình chấp nhận ra ngoài rồi thì có những lúc nó không như ý mình. Đi ra đường
thì buộc lòng phải gặp gió, phải không? Gặp mưa, gặp nắng, gặp bão bùng. Thậm chí lái xe trên đường thì đâu phải lúc nào đường xe nó cũng trơn tru, phải có những lúc nó gồ ghề, nó khó. Tổ Đạt Ma đến, quý vị biết ngày xưa người Trung Hoa hay là người Việt Nam mình nhỏ con, nhưng mà Tổ Đạt Ma thì Ngài to con lắm. Cho nên khi mà Ngài vừa đến cái cặp bến á, thì người ta thấy cái tướng của Tổ to quá. Cho nên bây giờ tiếng Việt Nam mình cái gì mà to quá, người ta nói trời ơi nó bự Tổ Sư Bồ Đề. Quý vị có nhớ câu đó không? Cái câu mà bự Tổ Sư Bồ Đề đó là từ cái chuyện mà người ta gặp cái tướng Tổ mà người ta giật mình á. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng biết rằng Phật giáo đã đi vào trong nhân gian Việt Nam mình một cách nhẹ nhàng và như vậy đó. Cái gì mà lớn quá nó trời ơi, mấy bà nói cái gì mà ôm sồm bát nhã. Chữ bát nhã là chữ của Phật giáo. Tại vì chuông trống bát nhã mà trổ lên á thì nó làm sao? Nó lớn lắm, nó to lắm, cho nên người nào nói chuyện lớn tiếng nó trời ơi, làm gì mà ôm sồm bát nhã. Có phải không? Cái gì mà to quá nó trời ơi nó bự Tổ Sư Bồ Đề. Thì đó là những cái danh từ mà nó nhẹ nhàng, nó đi vào trong đời sống của dân tộc Việt Nam. Cũng giống như người ta không có biết Phật là gì hết, không biết đạo là gì hết đó, nhưng mà ta biết nhân quả. Có phải không? Ta nói gieo nhân nào gặp quả nấy nha mày. Mặc dù người ta không đi chùa, người ta không học Phật gì hết đó, nhưng mà hai cái từ nhân quả, đạo lý nhân quả đã đi sâu trong lòng của dân tộc. Cho nên người ta nói đạo Phật không có rời dân tộc là như vậy. Khi mà vua Lương Võ Đế gặp Tổ Đạt Ma, ông mới hỏi Ngài: trẫm xây chùa đúc tượng nhiều như vậy có công đức không? Tổ Đạt Ma trả lời: không có công đức. Ông nghe như vậy ông thất vọng quá, tại ông nghĩ rằng ông phải được Tổ khen. Nhưng mà tại vì cái mà ông nghĩ công đức á, là ông nghĩ cái phước của hữu lậu, còn Tổ Đạt Ma trả lời là cái phước của vô lậu. Đây là cũng một từ nữa nha. Hữu lậu có nghĩa là cái mà mình có hưởng, mà có hưởng thì có ngày nó hết. Chữ lậu là rỉ ra. Cái gì mà còn sót lại, thí dụ mình nói nè, đời này cái thầy đó thầy có phước hữu lậu, có nghĩa là thầy rất có phước, thầy nói xây chùa cái là xây dễ dàng, thầy muốn in kinh làm cũng dễ, nói chung là những cái phước báo của đời này có một cách nhẹ nhàng và dễ dàng, phước đó phước hữu lậu. Còn cái phước vô lậu là cái phước tu tập. Tổ Đạt Ma muốn nói cái phước mà mình làm mà không có nghĩ tới, cái phước đó phước vô lậu. Cho nên tại vì ông là cái người phàm, cho nên ông hỏi một câu phàm. Nhưng mà Tổ là bậc thánh, cho nên Tổ đâu có trả lời cái câu phàm được. Cho nên Tổ nói không có công đức. Ông nghe như vậy ông hơi buồn. Tổ biết căn cơ ông này chưa tới, cho nên Tổ liền đi lên núi Tung Sơn ở Thiếu Lâm Tự. Lên trên đó xoay mặt vào trong vách ngồi thiền 9 năm. Cho nên bây giờ mình mới có một danh từ gọi Tổ Đạt Ma là Cửu Niên Diện Bích. Cửu Niên Diện Bích đó là 9 năm xoay mặt vào trong vách. Và lúc đó không ai biết Tổ Đạt Ma tên gì, cho nên người ta gọi Tổ Đạt Ma lúc đó là Diện Bích Bà La Môn. Tức là ông Bà La Môn này từ Ấn Độ tới mà xoay mặt vào trong vách vách. Diện Bích Bà La Môn. Thì tại khi nhắc tới Lương Võ Đế thì ai cũng biết cái câu chuyện đó. Làm chùa, xây tượng, đúc chuông có phước. Nhưng mà cái phước mà còn tính được gọi là phước hữu lậu. Cái phước mà tiếng Anh nó gọi là countless, không thể đếm được, gọi là phước vô lậu. Mà cái gì mà vô lậu là nó bàn bạc, còn hữu lậu là nó có. Chữ hữu là có, mà có này là có ngày hết, xài là hết. Ví dụ nè, mình có chồng được chồng thương, cưng chiều mình đủ thứ hết là phước hữu lậu nha.
Nhưng mà nếu mà mình biết xài ít 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 thì nó cứ rỉ rả xài hết đời. Mà nếu mà mình thủng cái lỗ thùng cho nó lún, nó chảy chảy ào ào thì nó làm sao? Nó mau hết. Cho nên chữ lậu là rỉ ra. Chữ lậu là rỉ mà nó rỉ từng giọt từng giọt. Còn cái hữu lậu là cái đó, còn cái vô lậu là không có hạn lượng. Cho nên á, mình hay nói công đức vô lượng. Vô lượng là không có đếm được. Tại sao? Tại vì làm mà không tính, chính không tính sao đếm. Thí dụ này, con xin cúng chùa rồi chấm hết. Còn mình không có nói con xin cúng chùa nhớ ghi vô đó, rồi cái mình đi đâu mình cũng nói hồi nãy đó tôi cúng 20. Rồi cái tháng sau mình nói tháng rồi tôi cúng 20. Mà 20 đó mình nói mấy tháng luôn. Thì cái đó gọi là gì? Hữu lậu. Còn mà 20 nó rồi. Như bây giờ Pháp Hòa nói cái vô lậu nè. Thí dụ bây giờ mình thấy người ta xây chùa, mình cúng dường cho đó. Mình chết đi rồi, cái thân này là hữu lậu. Nhưng mà cái ngôi chùa đó truyền hoài hết đời này tới đời khác. Người ta nương vào cái chùa đó để người ta tu. Cái chùa đó là cái phước vô vô lậu. Nói ví dụ vậy cho đại chúng dễ nhớ cái gì gọi là hữu và vô. Cái gì có tướng tức là hoại diệt. Cái gì vô tướng là không được. Cho nên á, tiếng Mỹ cũng rõ ràng. Cái gì mà đếm được gọi là mini. Cái gì không đếm được gọi là much. Thí dụ như cái bàn, how many tables. Nhưng mà tiền thì phải how much. Chứ không thể how many money được. Nước không đếm được cho nên how much water. Nước là không đếm được. Cái gì còn đếm là many. Là cái gì không đếm được là much. Lương Hoàng, Bảo Sám, Võ Đế, Bi Đề. Bi Đề là bi thương. Bi thương cái gì? Xà thần sổ trưởng nhiễu đơn trì. Thân dài của mãng xà quấn vào cái thềm rồng. Thần xà này là con gì? Con rắn. Con rắn này là ai? Vợ của ông đó, bà hoàng hậu Hy Thị. Vì khinh chê, vì làm những cái điều không có lành thiện, cho nên khi mất đi đọa làm con rắn. Nhưng mà thưa đại chúng, con rắn là thông thường mình tượng trưng cho cái tâm địa làm sao? Tâm địa không tốt. Cho nên khi mà tâm địa không tốt thì gọi là xà tâm. Người Việt mình hay nói khẩu Phật tâm xà, hay là khẩu xà tâm Phật gì đó. Xà thần sổ trượng nhiễu đơn trì, lưỡng nhãn hỏa quang bi, mắt lửa sáng bay, độ thoát xuất A Tỳ. Ở trong Lương Hoàng Sám kể á, khi mà bà đọa làm rắn rồi đó, thì đêm nào bà cũng về trong triều, trong cung á, bà rên rỉ, bà cầu vua cứu bà. Thì vua mới thỉnh Hòa Thượng Chí Công lập đàn cầu siêu cho bà. Thì khi mà bộ Lương Hoàng Sám này viết xong rồi, thỉnh Chư Tăng tới tụng, quý vị biết không, tụng tới quyển thứ 5 thôi. Hết quyển thứ 5 thì đại chúng ngước lên, thì thấy trên không trung có một người đứng xá chào Chư Tăng, cảm tạ Chư Tăng, con đã thoát kiếp. Cho nên ở trong cái quyển 5, quyển 6 mà nếu mà quý vị có hành trì đó, nó gọi là giải oan thích kết, hay là dịch một câu nữa là giải tỏa oan kết. Nếu như mình không có thời gian mình tụng trọn bộ đó, tụng hai phẩm thôi, tụng quyển 5, quyển 6, cái phần đó là phần giải những cái oan kết của mình với người trong nhiều đời nhiều kiếp. Chữ A Tỳ là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ A Tỳ là vô gián. Vô gián là gì? Là không có thời gian gián đoạn, gọi là vô gián địa ngục. Tiếng Phạn gọi là A Tỳ địa ngục. Bây giờ chúng ta gọi dịch lại là vô gián địa ngục. Mà tại cái gì gọi là vô gián? Có ba cái vô gián. Thời gian vô gián, thọ khổ vô gián, khí cụ vô gián. Thời gian chịu khổ không có hạn lượng. Chịu khổ không có hạn lượng. Và gì nữa? Khí cụ để làm khổ mình không có hạn lượng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè.
Nếu một người mà trên đời này mà họ khổ đó, có ai dám nói họ sẽ khổ trong 3 năm, 4 năm không? Nếu họ không có giải thoát được, không tỉnh táo được thì khổ tới chết. Rồi vô dáng gì nữa? Đi cũng khổ, ngồi cũng khổ, ăn cũng khổ, ngủ cũng khổ, cả đời khổ. Đi tới tiệc vui mà ngồi rủ rỉ. Vô dáng, thời gian vô dáng. Chịu khổ vô dáng, nhớ hoài. Nhớ mãi, nhớ cái câu đó. Họ nói tôi như thế này, họ làm tôi như thế kia. Cho nên cái khí cụ là gì? Những cái binh khí làm khổ. Mà thưa đại chúng, ở trên đời này đâu phải gươm dao mới làm người ta đau khổ đâu. Lời nói có làm người đau khổ không? Hành động có làm người ta đau khổ không? Cái hấy quýt có làm đau khổ không? Người ta mới vừa bưng lên ăn mà nhìn trừng trừng người ta bỏ xuống. Cho nên cái khí cụ để hành khổ người ta là vô cùng. Cho nên gọi là vô gián. Thời gian vô gián, chịu khổ vô gián, và những khí cụ để hành tội mình vô gián. Chưa nói là ngủ vô gián nữa nha. Chữ ngủ không phải nằm ngủ đâu. Nghe ngủ cái cười lên. Chữ ngủ là năm đó. Quý vị đọc trong kinh Địa Tạng, thế nào là vô gián? Một, những tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, muôn lần chết, muôn lần sống. Nhớ không? Nhớ không? Phẩm thứ mấy? Phẩm thứ mấy trong kinh Địa Tạng? Phẩm thứ ba. Phẩm thứ ba, mấy trang cuối trong kinh Địa Tạng đó. Nói cho anh biết vô gián là gì. Bồ Tát Phổ Hiền hỏi Thánh Mẫu Ma Gia. À, Ma Gia hỏi Địa Phổ Hiền. Không phải em quên đâu. Em đang thử có ai dưới kia đang ngủ. Khải cáo từ bi độ thoát xuất A Tỳ Lương Hoàng Bảo Sám Vạn Đức Hồng Danh. Đấy, ngày hôm qua mình giải thích hai chữ Hồng Danh đó. Hồng Danh là tên của Phật. Nhưng mà mỗi một tên của Phật chứa đựng cả vạn đức ở trong đó. Vạn đức là gì? Cả 10.000 cái đức hạnh ở trong đó. Thí dụ như này, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Trước hết là có cái hạnh gì ở trong đó? Hạnh nguyện cứu đời. Nhưng mà trong Bồ Tát Phổ Hiền có Văn Thù Sư Lợi không? Có cái trí tuệ của Văn Thù không? Có từ bi của Quan Âm không? Có nguyện của Quan Âm của Địa Tạng không? Có sự hỷ xả của Di Lặc không? Có sự tinh tấn của Thích Ca không? Có sự thanh tịnh của Di Đà không? Đó. Cho nên một hiệu mà chứa đựng cả 10 hiệu, 100 hiệu, 1.000 hiệu. Mỗi một hiệu gọi là vạn đức hồng danh. Chữ hồng là to lớn. Ta nghe tới tên Phật cái người ta phát tâm. Còn ta nghe tới tên mình cái ta ớn sưng sống dù đang giữa trưa hè nóng bức. Cho nên mình mới nguyện. Xin quý vị biết vừa rồi á, có một vị hòa thượng ở bên Đài Loan, ngài mất rồi. Ngài phát nguyện á, 49 nguyện. Ngài có 49 nguyện, mà trong đó 48 nguyện đầu á, là ngài nương vào nguyện của Phật Di Đà mà ngài phát. Phật Di Đà phát như nguyện là ngài phát đúng y vậy. Nhưng mà có cái nguyện cuối cùng. Tôi nguyện, cái nguyện 49, tôi nguyện trong đời này ai nghe tới tên tôi, ai thấy hình tôi thì nhất định người đó sẽ được tôi độ. Nếu người đó chưa được độ, tôi nguyện vô lượng kiếp tôi sẽ theo người đó để tôi độ. Cho nên rồi cái thì người ta mới gửi cái hình đó ra, ta nói chúc mừng cho bạn. Bạn đã được thấy hình ngài, bạn đã được nghe danh của ngài, bạn nhất định sẽ được độ. Chữ độ này không phải là cứu rỗi, không phải đưa tay lên Phật bốc lên trên kia, mà mình khổ thì mình sẽ gặp ngài trong muôn ngàn nẻo sống để ngài giúp cho mình. Thí dụ như trong khi mình khổ quá, có người tới choàng vai mình. Ngủ đi em, mộng bình thường. Vai ta em hãy tựa đầu, cho ta nghe nặng trái sầu rụng rơi. Ngày đó. Cho nên đừng có tưởng là một vị nào sẽ là
đầu tròn áo vuông, tay cầm tích trượng lỡ gõ mình cái, không có. Các vị Bồ Tát có cái hạnh đức rồi thì các ngài không ở cái tướng như mình nghĩ đâu. Cho nên hàng ngày trong cuộc sống của mình là Bồ Tát thiếu gì mà tại mình không biết hết chứ. Đói bụng quá trời mà tự nhiên có người tới chị vô ăn với em miếng cơm, không phải là Bồ Tát sao? Đang khát nước mà người ta cho mình miếng nước, không phải là Bồ Tát sao? Mình đang đứng dậy mà ngã tới ngã lui có người chụp kịp là Bồ Tát cái gì? Nó Bồ Tát thường hay chụp. Lương Hoàng Bảo Sám Vạn Đức Hồng Danh Linh Văn Tam Quyển Tối Hoàng Thâm. Tức là cái linh văn là gì? Cái văn từ này linh diệu lắm. Thế nào gọi là linh văn? Có những cái thơ, những cái bài viết viết ra ta đọc, ta bực bội, ta phiền não lên. Nhưng mà có những lời viết ta đọc lên thì ta thấy sao? Tâm tư mát mẻ, nhẹ nhàng. Thí dụ như hồi sáng mình tụng. Thí dụ hồi sáng mình tụng. Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Cái đó có phải là linh văn không? Mình viết cho bạn mình một cái bức thơ ngắn cũng là linh văn. Thí dụ người ta mời mình đi tiệc, mình không dự được, mình gửi lại: trước hết em rất cảm ơn chị đã nhớ nghĩ đến em, gửi cho em cái thiệp mời đám cưới của cháu. Rất tiếc ngày giờ đó vợ chồng em có việc, tuy nhiên em không có mặt mà em vẫn gửi tình thương đến cho hai cháu, chúc phúc cho hai cháu. Ta đọc xong ta nghe biết bao nhiêu tình cảm trong đó, gọi là linh văn. Vậy thì bất cứ một lời nào mình viết cho người mà người đọc mà người ta sanh ra sự hoan hỷ đều là linh văn hết. Hồi nãy có một cô tìm Pháp Hòa, nói: thầy, bữa hôm con nghe thầy làm bài thơ gì hay lắm, Nam Mô Di Đà Phật mỗi người mỗi tật, Quan Âm Bồ Tát mỗi người bổ khác, Đại Thế Chí mỗi người mỗi ý, Địa Tạng Vương mỗi người một phương, gom bốn ông đó lại thành thanh tịnh đại hải chúng. Linh văn tam quyển, tức là những lời lẽ hay từ này đã đến quyển thứ ba rồi. Hoằng thâm lắm, rộng mà sâu lắm. Tự tại miễn tai trung, tức là tự là gì? Tự tự hai nghĩa, mỗi chữ hay là tự thân của mỗi người sẽ miễn được đi cái khổ. Nhiều khi mình ngồi đây đạo tràng 300 người, có phải quý vị tụng xong bài kinh rồi mỗi người an vui mỗi kiểu không? Ai khổ chỗ nào thì nhờ bài kinh nó giải khổ chỗ đó. Cho nên tự tự miễn tai trung. Mình đọc xong kinh hay là thậm chí mình nghe bài pháp, nghe xong rồi mỗi người mình giải khổ mỗi cách. Người dính mắc cái này được giải, người dính mắc cái kia được giải. Rồi bây giờ mình bắt vào đi vào cung văn. Phật thân tướng hảo. Câu này dễ biết không? Phật thân tướng hảo là thân Phật tướng đẹp lắm, hảo lắm. Cho nên mình khen, thí dụ mình khen tiếng Việt, mình khen một cái người nào mà đẹp á, mình nói danh từ cho nó văn hoa chút, nó cha lúc này tướng hảo quá ha. Có nhiều vị gặp thầy hay gặp quý thầy nó: trời ơi thầy tướng hảo quá. Có nhiều người ta không biết dùng mấy cái từ, ta nói: trời ơi thầy đẹp trai quá. Cái tự như mình khều mình không có nói bậy, đúng không? Đúng, khen thầy đẹp trai. Trời ơi, thì người ta gặp ta, cái người Việt ta không biết tiếng Hàm Hán thì đẹp thì người ta nói đẹp, mà con trai người ta kêu đẹp trai. Nếu mà gặp nó: trời ơi sao thầy đẹp gái quá, mới mệt. Chứ không có gì, chẳng qua là mình xài cái từ nghe cho nó nhẹ vậy thôi. Chẳng hạn như mình nói:
mời ăn cơm, mình nghe chữ ăn hơi nặng, cái nói mời dùng cơm. Thật ra ăn dùng cũng thứ. Phật thân tướng hảo, nguy nguy hoảng nhược. Nguy nguy tức là vòi vội, rực rỡ, chữ nguy nguy. Vòi vội. Hoảng nhược tử kim sơn tức là rực rỡ như là cái núi vàng. Cái núi vàng. Hôm bữa mình học là tử kim đài. Còn bây giờ là tử kim sơn, tức là núi vàng. Pháp hải trừng thanh là gì? Tức là cái biển pháp lắng trong, kiểu kiểu như ngân hán nguyệt, vằn vặt như trăng ngân hán. Ngân hán là tên khác của một chữ ngân hà, mà người Trung Hoa nói là ngân hà là đẹp, cho nên gọi là sông Ngân Hà. Ý nói là cái biển Phật pháp nó lắng trong, nó đẹp như là cái dãy ngân hà. Bồ Tát hiền thánh ứng cúng ư nhân gian thiên thượng, tức là Bồ Tát hiền thánh ứng cúng ở trên trời và nhân gian. Bích chi la hớn thuyết pháp ư thử giới tha phương. Chữ bích chi á là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là độc giác. Quý vị thường nghe nói cái vị đó tu chứng tới bích chi Phật. Bích chi Phật là một từ khác của độc giác. Độc giác đồng nghĩa với duyên giác, cho nên cũng một vị mà ba tên. Bích chi Phật, duyên giác Phật hay là độc giác Phật. Vậy thì cái vị bích chi Phật này chứng cái gì? Do nhìn các duyên mà giác ngộ, do quán cái duyên vô minh hay là sanh tử gì đó mà người ta giác ngộ. Thí dụ như là mình đi tụng đám tang, mình vô mình thấy cái người đó trẻ đẹp quá mà bây giờ mất, thấy xong về giác ngộ, nó thôi bao nhiêu phiền lụy tiêu tan hết, thì cái người mất đó là duyên giác ngộ cho cái người kia. Mình giận cái người kia quá chừng, rồi mình lại trong bụng mình nghĩ chết đâu chết khuất cho rồi, ai ngờ đâu nói nhầm giờ linh chết thiệt. Trời, thật ra không phải mình rủa người ta mà người ta chết, nhưng mà tự nhiên mình thấy sao nó trùng hợp cái mình hối hận. Từ đó về sau mình nguyện không có nói lời xấu nữa, không có nghĩ xấu nữa, tại vì mình linh quá mình nói người ta chết. Cái tất cả cái gì làm cho mình đủ cái duyên giác ngộ đều là duyên giác hết. Người mà duyên giác nhờ duyên cái mỗi duyên mà giác ngộ gọi là duyên giác, mà người đó không ai chỉ dạy, tự thấy hình thấy cảnh mà giác ngộ gọi là độc giác. Mà độc giác tiếng Phạn gọi là bích chi. La hớn là bốn quả vị ngày hôm qua mình nói đó. Thấy không? Là cái quả cao tốt, cao tột trong bốn quả thanh văn. Người nào mà quán tứ đế đó là khổ, nguyên nhân của khổ, sự vắng mặt của khổ, con đường diệt khổ, quán tứ đế, người đó chứng được A-la-hơn. Thuyết pháp nơi phương này cõi nọ, thuyết pháp ư thử giới tha phương. Có nhiều khi mình chứng đạo rồi, mình ngộ đạo rồi, thì mình không phải thuyết pháp ở cõi của mình không, mà còn mình làm gì? Còn đi thuyết pháp chỗ này chỗ nọ. Tam thiên sát hải chi minh đăng, đèn sáng cho 3000 thế giới. Tức là ý nói mình đem Phật pháp mình truyền bá cũng giống như một ngọn đèn mà sáng cho 3000 cõi vậy. Bách ức hôn cù chi nhật nguyệt, trời trăng của trăm ức tối tâm. Ý muốn nói rằng nếu mà mình đem giáo pháp mình chuyển khai, mình giáo hóa chỗ này chỗ kia, thì
Mình giống như là ngọn đèn soi ba cõi, giống như là mặt trời mặt trăng soi tất cả các chỗ tối tăm. Ban ngày thì có ánh sáng mặt trời, ban đêm thì có mặt trăng. Cho nên ý muốn nói rằng sự truyền bá của mình không có dứt đoạn. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái này. Hồi đó mà cái thời mà chưa có băng giảng, chưa có băng cassette, chưa có băng dĩa CD, chưa có internet, chưa có YouTube gì hết, thì nghe Pháp có hạn lượng không? Có bị hạn hẹp lắm. Bây giờ á, ở nhà mình có internet, mình có máy vi tính, rồi mình mở internet lên là cái tiếng mà giảng Pháp của quý thầy không phải giảng ban ngày không mà luôn cả ban đêm. Mà nhiều khi á, có nhiều vị mở xong rồi ngủ luôn cũng có. Rồi trong khi mà thầy ngủ thì tiếng Pháp vẫn làm sao? Soi rọi giữa đêm trường. Vậy thì quý vị thấy câu này rõ rõ ràng không? Nhật nguyệt chiếu soi tối tăm ngày đêm gì cũng ấy. Có nhiều ông nghe riết, nghe bà xã mở riết á, ông chọc ông nói bà pha ly nước chanh đi. Bà, ủa bộ ông đau cổ nữa không, tôi pha cho ông thầy. Ông thầy ông nghe bà nghe ông từ sáng tới giờ, tôi thấy ông khang cổ rồi đó. Bách ức hôn cù chi nhật nguyệt, công thâm mạc trắc. Tức là cái công ơn đó sâu dày lắm, khó mà đo lường được. Mạc trắc là khó mà đo được. Công thâm, công là công đức. Công đức mà truyền bá chánh pháp đó không có lường được. Cho nên cái bữa ngoài ho đó, có vị hỏi mình đó, công đức của người thuyết pháp và công đức của người tu học có bằng nhau không? Bằng nhau. Phải không? Cái người thuyết pháp á, gọi là ngôn thuyết hay là khẩu giáo. Còn mình á, là thân thuyết. Nhiều khi mình không nói mà mình làm. Mà cái thân giáo là nó gần gũi. Cho nên đại chúng trong chúng ta ai cũng là pháp sư hết á. Quý vị đừng nghĩ là pháp sư là phải học rộng nghe nhiều lên đây. Quý vị không học rộng, không nghe nhiều sao? Nghe pháp quá trời là nghe nhiều, mà nghe tới đâu học tới đó gọi là học rộng. Quý vị cũng là người học rộng nghe nhiều, nhưng mà chỉ có điều là quý vị không lên đây ngồi thôi, phải không? Nhưng mà quý vị ngồi được nhiều chỗ, ở bếp, ở chỗ nào quý vị cũng ngồi được. Còn cỡ em giờ mà ngồi chỗ nào ta cũng để ý hết. Nguy hiểm. Chứ này không bằng ở dưới này pháp sư nhiều lắm, mà khổ nổi cứ thuyết pháp chợ đen. Giờ ta ngủ bắt đầu thuyết pháp, giờ ăn cũng thuyết, giờ nghe giảng cũng thuyết. Ta đang nghe giảng cái khiều, khỏe không? Tới nào vậy? Nãy giờ sao không thấy? Đang ăn mà cũng ngồi thuyết nữa. Rồi bây giờ mày vô ngồi ăn đi. Ăn được không? No không? Ăn thêm gì không? Mà cứ, tôi đâu có nói gì, tôi hỏi thăm bạn. Mà một người một câu, ngàn người ngàn câu, trăm người trăm câu. Cái công đức thuyết pháp khó mà lường được. Công thâm mạc trắc, đức bất khả lượng. Hay không? Công với đức. Hồi nãy mình lấy cái, mình vận cái sức của mình để nói gọi là công. Còn cái cách tu của mình là đức. Quý vị thấy hai chữ công đức không? Công thâm mạc trắc, đức bất khả lượng. Công là nói, đức là làm. Vì do làm cho nên sanh cái đức. Còn do mình giận công mình nói gọi sanh công. Tổ Quy Sơn có một câu như thế này trong Quy Sơn Cảnh Sách nè. Khi mình đi vào tu rồi mình phải thực hiện hai cái này để sanh công đức. Ngoại hoằng, nội cần khắc niệm chi công. Nội cần khắc niệm chi công. Ngoại hoằng bất tranh chi đức.
công đức. Nếu mà đã là người xuất gia, là người tu, bên ngoài thì phải biểu lộ, bên trong á, nội á, bên nội, nội tức là bên trong á, bên trong mình á, phải hiển lộ cái đức bất tranh, nội hoằng khắc niệm. Mình phải khắc phục những cái tham sân si mà bên trong của mình nó khởi, khắc phục cái đó để sanh cái con. Còn đối với chúng ở bên ngoài, phải thể hiện cái lòng không có tranh cãi, gọi là đức. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Ở trong này nói, mình là người thuyết pháp thì công thâm mạc trắc, đức bất khả lượng. Làm giúp cho người là công, không toan tính mà vị tha gọi là đức. Tác tam giới chỉ nguyện hoành. Được như vậy, mình làm cái chỗ để cho người ta, cho ba cõi người ta nương vào trong đó, làm đòn bẩy cho ba cõi, xây việc Phật trong ba đời, kiến tam thời chi Phật sự. Hiện tại mình tu là quá khứ mình có nương vào Phật Bồ Tát, ông bà tổ tiên. Nhờ ông bà xưa dẫn dắt mình đi chùa, cho nên đời hiện đời bây giờ mình cũng nương vào ông bà mình tu. Nương quá khứ, tu hiện tại, rồi con cái nhìn theo đó mà đi. Hôm nay á, đại chúng đi hộ niệm cho bác Diệu Tâm. Theo Pháp Hòa biết, bác là người cúng dường cái tượng Phật mình đang thờ đây. Thì trong cái buổi cầu siêu xong thì Pháp Hòa có thưa với các anh chị trong gia đình là quý vị trả hiếu cho mẹ, ngoài việc tổ chức cầu siêu, có một cách trả hiếu và làm mẹ vui và đẹp hơn nữa, đó là đi theo con đường của mẹ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, nếu quý vị đi chùa mà con quý vị đi theo, quý vị vui không? Nếu mình tu mà con mình không biết trời đất gì hết, mình buồn không? Buồn đó. Như vậy thì rõ ràng cái mà mình để lại cho con như tiền của đó, nó là hữu lậu. Còn cái hình ảnh mình đi chùa, mình tụng kinh mà con cái đi theo, thì hình ảnh đó gọi là vô lậu. Cho nên á, để tiền của cho con không bằng để cái đức cho con. Tại vì sao? Tại vì để cái đức, cái phước, cái hạnh lại cho con là ư minh minh chi chung, trường cửu chi kế. Thấy nó mờ mờ, mịt mịt, không có gì hết, nhưng mà nó là cái kế lâu dài, trường cửu chi kế. Còn mình để tiền để của rõ ràng, để 5.000, 10.000 xài hết, nó đánh cú bài thôi cũng hết nữa, chứ đừng nói là làm gì. Kẻ đó có ngày hết. Cho nên kiến tam thời chi Phật sự. Quý vị đừng có nghĩ bất cứ Phật sự gì, in kinh nè, xây chùa nè, đúc chuông, đúc tượng nè, mình nghĩ những cái đó tướng hình. Nhưng mà cái tướng hình mà cũng có khả năng làm cho người ta phát tâm bồ đề. Có nhiều người á, ta không bao giờ ta niệm Phật, một chữ Phật cũng không thèm nói, nhưng mà đi ngang cái tượng Phật, người ta không biết thôi, chú cái đó là gì vậy? Ổng phải nói gì? Ổng phải nói tượng đó là tượng gì? Tượng Phật. Ổng đâu nói tượng tôi được. Ổng phải nói chữ Phật. Cho nên nhờ cái tượng đó đó mà mình khiến cái người này phải nói Phật, gieo phát tâm cho họ. Quý vị viết một câu ra, người ta chỉ cần 3 năm để biết nói, nhưng cả đời để học hỏi, để nghe. Viết cái câu đó ra, rồi ai đi tới nhà mình cũng phải đọc câu đó hết. Người ta cần 3 năm, chỉ cần 3 năm biết nói, nhưng cả đời để học nghe. Đọc xong câu đó, ta ngẫm, ta thấm. Ta thấm xong rồi, người ta về, ta ứng dụng trong cuộc sống ta. Cái đó gọi là trường cửu chi kế. Mình nói người ta không nghe, viết đi người ta đọc.
ta không bao giờ ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà mình viết câu trong, ngay cửa nhà mình Nam Mô Di Đà Phật, bạn tới thấy ngay cửa phải Nam Mô Di Đà Phật chứ ông không thể đọc Nam Mô Di Đà Lạt được. Thì thưa đại chúng, ở trong Phật giáo đó, chúng ta có cái danh từ tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là siêng năng, mà siêng năng này nghĩa là siêng năng một cách liên tục, không có dừng nghỉ. Và vì chúng ta đã hiểu được tại sao chúng ta phải làm gì, thì chúng tự nhiên cái sự siêng năng này nó giúp ích cho mình tăng trưởng. Thí dụ thôi, ví dụ như mình tụng kinh, và mình thấy rằng mỗi lần mình tụng kinh đó, là làm cho mình được khỏe ra, mà mình hiểu được rất nhiều, và tự nhiên mình quên được những cái buồn phiền của mình trong một ngày đó. Cái mình thấy rằng tụng kinh rất có lợi ích, cái mình siêng năng, mình tụng kinh mỗi ngày. Cái đó gọi là tinh tấn đó. Tại vì chữ tinh nghĩa là tinh tường. Tinh tường. Thì trong đạo Phật á, mình tu á, hay là mình sống ở đời á, là mỗi người chúng ta phải cố gắng, chúng ta nỗ lực. Như những vị mà ở xa đó, tại sao quý vị có thể khắc phục được đi 5 tiếng lái xe, 10 tiếng lái xe, mười mấy tiếng lái xe, chỉ mục đích về tu một bữa thôi? Tại vì các vị đã biết cái thời gian mà mình để ra đó, nó có tác dụng. Mình lái xe đến, nhưng mà một ngày đó mình tĩnh lặng được tâm hồn. Mà mình tu á, là mình phải khắc phục, cho nên gọi là nỗ lực. Nỗ lực tức là mình phải tăng trưởng cái lực. Ở đây mình ngồi có lực không? Ai cũng có lực hết á, nhưng mà có điều là lực mạnh hay lực yếu thôi. Thì cái người mà yếu lực á, sáng ra thấy trời tuyết quá, thôi ở nhà chứ đi chi sợ. Thì cái lực của mình bị yếu á, thì những cái ngoại cảnh á, nó cản ngăn mình được. Thời tiết nè, chút xíu sổ mũi nhức đầu nè. Ví dụ ngày hôm qua trước khi mà đi là tự nhiên cả mấy ngày nay nó cảm lạnh. Rồi vì muốn đi cho nên rồi ngày nào cũng phải cạo gió, đánh dầu làm sao đó để cho mình khỏe. Rồi thấy đỡ đỡ rồi cái sáng ra phi trường cái cảm tiếp. Vậy nếu mà mình ấy, thôi bây giờ mình phone đi, mình nói mình cảm, mình ở nhà mình không đi, thì mình không có nỗ lực. Hãy nhờ đi qua đây cái là trên máy bay là sổ mũi nhức đầu, nhưng về tới đây cái hỏi quý sư cô, cái quý sư cô cho thuốc uống cả hết đỡ được. Thí dụ vậy, cho nên mình những cái gì nó nhỏ nhỏ đó mình cố gắng mình khắc phục. Thì trong cuộc sống của mình á, thưa đại chúng, mỗi ngày chúng ta có những cái gì mà nó bất trắc nhỏ nhỏ nó xảy ra không? Có chứ. Nhưng mà nếu mình không có nỗ lực thì chính những cái đó nó là cái nguyên nhân chính, là nó cản trở cái việc lớn. Tuy là đáng lý ra nó nhỏ mình phải bỏ để mình đi tới việc lớn, nhưng mình thì mình thiếu cái tuệ giác để mình nhìn, thì mình bị cái nhỏ đó nó ngăn cái việc lớn của mình. Quý vị thấy mà nói vậy. Cho nên á, ở trong kinh á, Đức Phật có dạy chúng ta những cái phương pháp, về cái phương pháp để chúng ta nỗ lực. Mà một trong những phương pháp để chúng ta nỗ lực đó là chúng ta phải nghe pháp. Tại vì có nghe pháp á, mình mới rõ ràng cái sự việc á, mà chúng ta hiểu biết một cách đúng đắn. Ở đời này ai cũng biết hết á, nhưng mà có điều là biết đúng hay biết sai. Có nhiều khi mình vỗ ngực mình nói trời ơi tôi làm gì tôi không biết, cái chuyện đó tôi dư biết. Nhưng mà khi hỏi ra thì cái biết đó nó trật. Cho nên mình muốn mình đừng có, mình khoan xác định là cái biết của mình nó đúng. Nếu mình không có căn cứ ở trên lời Phật dạy thì coi chừng cái biết đó, mình biết theo cái gì? Theo cái tri giác sai lầm của mình, theo cái nhận định sai lầm của mình, theo cái phỏng đoán của mình. Chỉ có một người ta cũng diễu thôi, ta nói trời ơi, trên đời này tôi cái gì cũng biết hết á, có cái điều tôi không biết là không biết điều thôi. Cái gì cũng biết, có cái là không biết điều thôi. Thí dụ vậy. Cho nên á, Phật mới dạy mình á, theo cái luật của các thầy nha, mình đi tới đâu á, 3 ngày đầu mình là khách, đến ngày thứ 4 là mình hết là khách đó.
Ví dụ Pháp Hòa tới chùa Tâm Quang để Hòa ở ha. Ngày thứ nhất còn là khách nha, ngày thứ hai còn là khách nè, ngày thứ ba còn là khách, nhưng mà ngày thứ tư là chúng rồi đó. Là phải thức dậy quét nhà dọn dẹp, rồi tới giờ ăn phải xuống dọn chén rồi, chứ không phải chờ ta lên ta rước ta mời đâu nha. Tại sao vậy? Phật dạy đó là cái cách biết sống. Chúng ta biết sống như vậy, chúng ta đi tới đâu cũng được người ta thương. Và cái cách biết sống đó, đó nó cũng giúp cho mình vượt được những cái khó khăn trong cuộc sống. Tại vì mình có những lúc mình được người ta lo, nhưng mà có những lúc tự mình phải lo. Cho nên Phật dạy á, mình đi tới đâu mình cũng phải tự mình biết rằng mình là khách 3 ngày thôi. Cũng giống như mình mới định cư ở nước Mỹ, mới đầu á, 1-2 tuần lễ đầu á, mình là khách của nước Mỹ. Chính phủ Mỹ đài thọ cho mình, hay là chính phủ Canada đài thọ cho mình. Nhưng mà sau khi mình ổn định được 2 tuần, 3 tuần, tháng rồi là mình phải bắt đầu xin việc đi làm. Mình phải tự kiếm nhà, tự mình bắt đầu bươn chải trong cuộc sống. Chứ còn khi mà chính phủ cho mình qua tới đây rồi thì người ta chỉ lo mình trong vòng mấy tháng đầu thôi. Mà khi mình không biết sống, cũng giống như một số người mà được nước Canada, ở bên các cái nước nước gì Hồi giáo đó, Canada cho qua rồi giờ bắt đầu làm khó. Ăn phải ăn khách sạn thượng hạng, ở phải ở chỗ thượng hạng. Cho nên bây giờ là bắt đầu có nhiều cái chuyện nó xảy ra. Là tại vì mình không biết. Mình nếu mình biết mình là một cái người tị nạn, người ta mở cửa vào cho mình, thì mình phải biết cách mình ứng xử như thế nào để mình nhắc tới mình mà ta còn thương được. Mình sống sao mà ta nhắc tới mình mà xương sống ta nó lạnh. Ta sợ đó là nguy hiểm. Đều có một cái bài kinh. Có bài kinh Phật dạy là mình làm sao mình sống để ai cũng có nhắc tới mình là người ta thương mến mình. Ở trong đó là một cái đó, là Phật dạy là mình phải có cái sự nỗ lực ở trong vấn đề cầu tìm học hỏi giáo pháp. Cho nên có nhiều người mình sống á, mình ở đâu mình cũng phải học. Ở Mỹ mình phải học, ở Việt Nam mình cũng phải học. Mình phải học thì mình mới hiểu biết. Mà có hiểu biết á, mình sống á, thứ nhất á, là mình không có làm cho người ta cười chê mình được. Ví dụ như bây giờ cái thời buổi quý vị biết bên Canada đó, đặc biệt là cái tỉnh Pháp Hòa đang ở đó, hiện tại bây giờ đó kinh tế đang xuống, xăng nó xuống quá chừng. Mà khi mà xăng nó xuống như vậy á, là những cái hãng tiện á, những cái hãng mà người ta làm ra những cái máy khoan rồi đó, ta không có việc làm. Có những cái hãng á, 50-70 người nhân viên, hay là cả 100 nhân viên, mà giờ còn có 2 người. Có những người người ta mua nhà, người ta mua xe, giờ người ta không có tiền người ta trả. Sáng người ta vô, ta để chìa khóa xe, chìa khóa nhà trả lại cho ngân hàng, ta walk out. Ta bỏ cái nhà đó, ta trả không nổi. Thì nếu mà mình biết rằng cái thời buổi kinh tế như vậy á, thì tự nhiên mình sẽ bớt, mình sẽ tự mình khắc phục. Giống như một đứa con sống trong nhà mà thấy cha mẹ mình bây giờ đang khó khăn tài chánh, thì mình không có đòi hỏi cha mẹ phải mua sắm cho mình những cái gì mà mình thấy không cần thiết. Thì ở đời cũng vậy. Nếu chúng ta tự hiểu mỗi người nó có một cái gì đó khó khăn, chúng ta giảm thiểu cái đòi hỏi ở nơi người đó, để cho người đó nhẹ lòng. Còn không á, thì tự nhiên mình làm nặng, bởi vì người ta không đáp ứng được thì người ta khổ. Mà người ta đáp ứng cho mình ta khổ hơn. Cho nên rồi cuối cùng mình làm khổ cả hai, khổ mình và khổ người. Cho nên á, mình mà có nghe pháp á, để mình hiểu được, mình có được một cái nhận định đúng đắn, cái đó nhà Phật chúng ta gọi là chánh kiến. Chánh kiến tức là phải có một cái thấy đúng đắn. Mà nếu mà mình thấy không có đúng đắn á, thì mình sẽ làm cho cái đời sống của mình trở nên bế tắc. Mình thấy mình không có lối thoát, mà mình cũng làm cho người khác cũng bế tắc theo mình. Cho nên cái chánh kiến quan trọng lắm. Mà đặc biệt là người Phật tử. Thưa đại chúng á, đại chúng cứ nhớ, mình tin Phật á, không phải là để Phật cho mình sức khỏe, phù hộ cho mình gia đình bình an, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi.
Cái đó tin được, nhưng mà cái đó ở một cái mức sơ cơ, người ta chưa có học Phật, hiểu Phật nhiều. Nhưng Phật tử đi chùa lâu rồi, hiểu Phật nhiều rồi, thì bây giờ chúng ta phải đưa cái niềm tin của chúng ta đi lên một cái chỗ cao hơn nữa, là học Phật để chúng ta hiểu đời sống mà chúng ta sống cho an lành. Đức Đạo Phật dạy cho mình cái hiểu biết về đời sống để chúng ta sống một đời an lành. Thí dụ thôi, ví dụ như bây giờ Pháp Hòa sửa soạn qua đây, thì Pháp Hòa biết rằng cái tiểu bang Michigan này mùa đông vẫn có tuyết, thì tự mình đi mình phải chuẩn bị gì? Cao lạnh. Ở bước xuống đây nó, ủa ở đây cũng có tuyết, nó tôi tưởng nóng như Texas chứ. Cái thì ta nói trời ông này biết gì chứ. Thường thường mình đi tới đâu, trước khi mình đến đâu mình phải biết cái chỗ đó. Mà thời buổi này nó rất là dễ, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Trước khi Pháp Hòa qua đây á, là Pháp Hòa muốn biết là thời tiết, Pháp Hòa biết ở đây là vẫn là mùa đông giống Canada này, nhưng mà lạnh cỡ nào, chỉ cần bấm weather in Grand Rapids này nó hiện lên, nó cho mình biết trước 7 ngày luôn phải không? 7 days forecast. Thì mình biết là hôm nay là có chút tuyết nè, ngày mai trời nắng hơn, thì mình sẽ biết rằng mình sẽ cần mang áo lạnh cỡ nào. Đó, quý vị thấy không? Với thời tiết thôi, nếu mà mình biết đem một cái áo, một cái nón, một cái khăn gì đúng cái thời tiết đó, cái mình khỏe. Hồi xưa năm 99, cái thời đó thì chưa có internet gì nhiều không? Mà mình chưa biết gì hết. Nghe nói đi Texas là Pháp Hòa cứ đinh ninh rằng Texas là nóng, nón không đem, áo lạnh không đem. Ai ngờ đâu người ta mời tới đó, người ta đưa mình vô cái chùa ở trong rừng. Trong rừng rồi xong rồi cái chùa đó cho mình ở trong một cái thất. Mà cái thất đó nó có cái mền nó mỏng dánh thôi, mà cái kiểu mền ni lông á, nó đâu có giữ ấm đâu. Pháp Hòa lạnh run cả đêm không ngủ được. Mình nằm mà mình mới nói trời sao mình đi đâu cũng mau lạnh theo. Sáng ra lạnh quá, hỏi thầy trụ trì, thầy có áo lạnh không? Thầy cho con cái, con lạnh quá, thầy đem cái áo ngủ thầy đưa. Cái áo mà thứ người ta tròn ngủ ở ngoài đời, không lẽ mình tròn cái áo nó đi sau khắp chùa sao? Thấy khổ. Và từ đó tới sau làm không bao giờ đi đâu mà không mang cái áo lạnh, dù là xứ nóng xứ gì cũng phải có cái áo lạnh đi theo, tại vì thời tiết nó thay đổi bất thường. Thì nói như vậy á, thì để thưa đại chúng là ứng xử trong thế gian hay là những cái thời tiết trong thế gian mà mình, nếu mình có được cái chút hiểu biết thì tự nhiên mình cũng đỡ mắc cỡ. Đi qua xứ này mà thấy tuyết ngạc nhiên, ủa bộ xứ này có tuyết hả? Cái nó ủa chứ thầy tưởng thầy đâu. Thí dụ vậy. Cho nên trong cuộc đời cũng vậy, nếu chúng ta có học Phật, có cái chánh kiến, thì những cái gì nó đến với mình á, mình không có quá đổi ngạc nhiên. À, đời là như vậy. Trời sáng có một Phật tử lên thăm sớm đó. Thì Phật tử này đang có bệnh. Thì Pháp Hòa cũng có nói thôi, mình là người học Phật mình biết rồi, có thân là có bệnh, mà không luận là tuổi tác. Có nhiều khi mình nghĩ, mình expect, mình nghĩ rằng phải 70-80 mới gọi bệnh, nhưng mà thưa không, có nhiều người 20-30 vẫn bệnh như thường. Và mình nhớ rằng cái thân của mình nó giống như một chiếc xe. Mình xài thì có ngày xe nó phải hư, cho nên ta kêu xe cộ. Xe thì phải cộ, tàu thì phải bè, tiền thì phải bạc, máy thì phải móc. Nó đi chung mà, máy móc, xe cộ, tàu bè. Thì không có cái gì nó, ngay cả thậm chí quý vị đi mua một cái món hàng, bên này cũng cái chiếc đó mà người ta bán 100, mà sao qua đây mình thấy nó y chang, mà sao nó còn 50 à? Mình quên nó có cái mớp ở phía sau. Lý do người ta bán rẻ là tại cái xe này nhập về nó có trầy, nó có cái gì nó trục trặc đó. Nó nếu mình không có cầu toàn nó mua được chiếc này được. Cho nên cái món hàng mà nó rẻ đó, đồng thời nó nằm kế bên một chiếc y hệt mà sao nó mắc hơn, nhất định cái chiếc rẻ nó phải có một cái vấn đề gì đó. Thì trong cuộc đời này cũng vậy, không có cái gì mà nó không có cái duyên do của nó. Mình hiểu được như vậy á, thì cuộc sống mình nó nhẹ ra.
Chứ thưa đại chúng là mình sống mình nặng nề rồi mình cũng chết, mình nhẹ nhàng mình cũng chết, mà chết nhẹ nhàng khỏe hơn chết nặng nề, có phải không? Mình buồn mình cũng chết, mình vui mình cũng chết, thôi chết vui đỡ hơn chết buồn. Cho nên ta kêu là ngậm cười nơi chín suối chứ đâu có kêu ngậm buồn cho chín suối đâu. Ngậm cười nên chín suối. Mình đi xuống Cửu Tuyền mà, Cửu Tuyền là chín suối, tưởng là tượng trưng cho cái nơi chốn mà con người đi qua thì gọi là chết. À, nó mà mình coi phim Tàu á, người nào mà một cái người tù nào mà sắp bị đi tử hình á, xử trảm á, thì trong phim Tàu làm gì? Đem cho mâm cơm thiệt ngon, có phải không? Kêu là làm gì? Kêu ăn đi, làm má no đỡ hơn làm má đói phải không? Thành thử ra cuộc sống này á, chết cũng phải chết cho nó an vui thì mình sống. Chết chấm dứt cái cục à, nhưng mà cũng muốn an vui thì hơn, huống chi cuộc sống này nó nghe ngày này tháng nọ mà chúng ta không an vui thì chúng ta sống không nổi. Nhiều khi sống nhưng mà sống lây lắm, sống qua ngày đoạn tháng. Cho nên ngày hôm qua nó chơi đó, không? Ta nói ăn đi, ăn đi, ăn cho qua bữa sống chờ chết. Vậy thì thưa đại chúng, mình học Phật, học là gì? Ta kêu là Phật học. Phật học là gì? Là học giáo lý. Giống như quý vị đang ngồi đây là Phật học đó. Phật học tức là những điều Phật dạy mà chúng ta phải nỗ lực chúng ta học, gọi là Phật học. Rồi sau đó chúng ta học Phật. Học Phật là gì? Cái tư cách sống. Phật học á là học giáo lý, học phương pháp. Còn học Phật á là để chúng ta trở thành một Đức Phật. Hai cái từ quý vị có nghe rõ không? Phật học và học Phật. Phật học là giáo lý, mà học Phật là học làm Phật. Học cái nhân cách, học cái từ bi trí tuệ. Tại sao Phật cũng giống mình mà Phật sống khỏe, sống vui? Còn mình cũng giống Phật, mình cũng giống Phật mà sống sống như giống Phật. Tại vì mình chấp nhiều hơn là mình nhận. Ta kêu chấp nhận. Nhưng mà bỏ một chữ à. Bỏ chữ chấp, bỏ chữ nhận còn chữ chấp. Chấp này là lúc này không? Chấp này là gì? Chấp này là chấp chặt, dính mắc. Còn cái chữ mà chấp nhận có nghĩa là mình bằng lòng. Nhưng mà đa số con người chúng ta bỏ chữ nhận dành chữ chấp. Mà chữ chấp của chúng ta trong lúc này cái nghĩa nó khác. Cái nghĩa chấp của chúng ta trong lúc này là gì? Là dính mắc. Cho nên ví dụ cái người nào mà ta sống tâm ta không thoải mái thì gọi là gì? Ồ, cái anh đó sống chấp lắm, chấp lắm. Người ta nói một câu gì anh cũng chấp, bị dính vô đó, ta dính vô đó. Còn mình sống mà mình có nhận á, khỏe hơn. Hai chữ. Mình nhận là nhận cái gì? Nhận là tất cả các pháp nó như thị, như thị. Thưa đại chúng, là ở trong truyền thống Phật giáo Việt Nam á, khi mà có một vị hòa thượng, một vị mà xuất gia mất á, trước khi đem đi hỏa táng hay đem đi chôn á, nhập tháp á, thì mình mới thỉnh một vị hòa thượng á, đạo cao đức trọng. Mà thường cái người mà ra nói cái lời khai thị phải lớn hơn cái người chết. Thí dụ cái vị mất đó, cái vị hòa thượng mất đó là 70 tuổi, thí dụ vậy đó. Có một hòa thượng lớn tuổi ở đời hơn mà lớn tuổi đạo hơn nữa, ra đứng cầm cây phất trần khai thị cho cái giác linh mà cái vị xuất gia mất đó. Nhắc nhở cuộc đời vô thường, sanh không phải thật sanh mà tử không phải thật tử. Nhắc nhở xong, như thị, như thị, như vậy đó, như vậy đó, trân trọng, trân trọng, xin trân trọng, kính chào, kính chào. Nhắc nhở cho cái giác linh mà cái vị hòa thượng mất đó. Thì bây giờ quý vị thấy không, khi mình mất đi rồi, trước khi đi an táng cũng phải khai thị. Thì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng cần được khai thị. Khai là gì? Là mở. Thị là chỉ. Khai thị tức là mở tâm mình ra và chỉ cho mình cái lẽ thật, gọi là khai thị. Trời ơi, hồi xưa giờ mình mê mờ,
nhờ học kinh Phật, Phật khai thị mình hết trơn. Phật nói chấp là gốc của đau khổ. Sở dĩ mọi cái đau khổ nó sanh ra là tại mình chấp. Chấp là mình dính mắc vô đó. Nhưng mà nếu mà mình tập không có gì mình dính hết đó. Ví dụ ha, ví dụ như quý vị ăn cơm ngày nào cũng có miếng ớt, lỡ bữa đó mình đi đến cái bữa cơm đó người ta không có ớt, mà nếu như mà mình không có chấp nhận được cái bữa cơm đó không có ớt cho mình ăn, nhưng mà ăn nuốt nó khó ăn lắm, tại vì mình cứ nghĩ phải chi có miếng ớt. Mình cứ phải chi có miếng ớt thì mình cũng luồn miếng cơm, ăn miếng cơm mà cứ đứng cứ ngồi nó phải chi có miếng ớt, mặn lát hết trơn đồ ăn trên bàn mà xong rồi cũng nói phải chi có miếng ớt. Phải chi có miếng ớt chắc ăn tới 10 chén. Có miếng ớt, không có ớt còn có 7 chén. Cho nên á, Phật dạy mình á, một là mình phải nghe pháp. Nghe pháp để mình có cái chánh kiến. Ví dụ như mình có cái chánh kiến rồi á, mà nhớ nè, không phải năm nào mình gửi tên cầu an lên chùa rồi là năm đó mình không có bị gì hết. Nó, ủa sao đầu năm tôi có gửi tên cầu an mà sao tôi vẫn bị tai nạn? Thưa đại chúng, cầu an đó là mình đem cái ước nguyện cầu an lành cho mình, hiểu không? Để mình an tâm thôi. Nhưng mà thật sự mỗi người chúng ta sống cái phước, cái nghiệp nó có rõ ràng. Ví dụ bây giờ mình càng tu mà sao mình càng gặp nhiều khó khăn. Nó chắc tại tôi tu không đúng hay sao? Hay là tôi tu không biết có ma ám hay không mà sao tôi càng tu càng bị chướng? Dạ thưa không, người có chánh kiến sẽ hiểu rằng nhờ mình tu cho nên bắt đầu sao? Nghiệp nó giải. Nghiệp nó giải thì nó đi ra để cho mình giải nghiệp. Ví dụ bây giờ mình bị cái oan trái với ai đó, người ta không chửi mình, ta không mắng mình, sao oan trái với mình những người đó giải được? Cho nên nhờ sao tôi đâu có nói gì nó đâu mà tự nhiên đi ngang nó xỉ vả thôi. Nhờ nó vậy cho nên mình giải nghiệp. Mình có cái chánh kiến á, thì mình không có đổ thừa. Không có đổ thừa Phật, không đổ thừa ai hết. Cho nên Phật tử mà lỡ á, hứa cúng chùa 500 mà rồi tháng này cúng có 300, chắc tại tôi hứa cúng 5 mà tôi cúng 3 đó, cho nên tôi đi xuống tôi trật cái chân. Không phải đâu, đừng có nói vậy tội nghiệp Phật. Không lẽ cúng đủ Phật mới cho mình khỏe mạnh sao? Nói vậy quá ra Phật ăn hối lộ, Phật thế này thế kia, cho nên không phải. Mình đi không cẩn thận mình té thôi chứ không có gì hết. Giờ mình hứa cúng mà giờ không cúng đồng nào, Phật cũng chẳng nói gì hết. Xưa nay mình không cúng, mình cũng bình thường. Rồi giờ mình có cúng là mừng rồi. Cho nên cúng là mình ủng hộ cho cái nơi chốn đó. Mà thưa đại chúng là mình có cúng cho Phật đi nữa đó, mình nói là cúng chùa, đâu phải Phật hưởng đâu, Tam Bảo được hưởng, Phật Pháp Tăng có đủ. Ở đây tôi cúng Phật, ví dụ quý vị mang trái cây quý vị cúng Phật. Nhưng mà trên thực tế cúng Phật ai hưởng? Mình hưởng. Cúng xong rồi hạ xuống, thầy cô rồi Phật tử hưởng hết, chứ có Phật, có Phật ngồi đó, Phật chịu. Mình đem lên nhiêu Phật cũng ngồi đó, ok hết đó. Món gì Phật cũng ok hết. Cho nên nói cúng Phật chứ thiệt ra là có bệnh trong đó. Chẳng hạn như mình nói mình cúng dỗ nha, mà thiệt sự là cúng mình đó, tại vì mình cúng toàn mấy món mình thích mà. Thích món gì mới nấu cúng, mà mình không thích bao giờ mình nấu hết trơn. Thích cà ri, thích ragu, bắt đầu mới nấu cúng. Cho nên nó cúng dỗ cho ba, cho má, cho nội, cho ngoại, chứ cúng mình. Phần lớn là mình cúng mấy món mình khoái mà. Đó, thành thử rõ ràng như vậy. Cái thứ hai đó, mình phải nỗ lực tu tập. Mình học Phật rồi, mình phải tu. Có một vị đi đến nhà của một Phật tử, thấy người ta để cái bát hương thắp nhang đó, cắm cái hương vô. Thì cái vị đó mới nói với cái người gia chủ đó, là không có nên cắm cái hương vô cái bát nhang, không có nên cắm cái hương vào trong cái lư hương đó. Lý do là cái lư hương đó là tượng trưng cho cái sự tinh khiết của mình. Mình cấm vô vậy là không đúng. Hồi nào vậy quý vị có nghe câu đó không? Không bao giờ nghe câu đó. Chẳng có cuốn kinh, cuốn sách nào nói câu đó hết. Mục đích cái lư hương là để làm gì?
để cấm nhang, để cấm hương, mà tại sao nó là không được cấm? Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, có nhiều khi mình càng học Phật càng bị tà kiến. Cái đó là một dạng tà kiến. Tà kiến là cái thấy sai lệch, chánh kiến là cái thấy đúng đắn. Chẳng hạn như cái này quý vị gọi là cái gì? Cái chuông là để mình thỉnh lên cho có tiếng. Tự nhiên lại thỉnh tiếng chuông, nói đừng thỉnh chuông, thỉnh chuông giờ này tội. Hỏi sao vậy? Phật đang ngủ. Tà kiến. Mình ngủ đó, mình sợ thỉnh chuông rồi động mình, rồi mình điêu đừng thỉnh chuông. Cái chuông là để thỉnh lên nó có phát tiếng, thì mình lúc nào cần dùng thì mình cứ dùng. Thí dụ vậy. Cho nên cái bát hương nó chả là cái gì hết, nó chỉ là một cái dụng cụ để chúng ta cắm cây hương. Nếu bây giờ dẹp bát hương đi, không lẽ cắm cây hương vô dĩa trái cây, nó còn coi nó còn kỳ cục nữa. Thế là cái mục đích cái lư hương là để mình cắm hương. Và cây hương là tượng trưng cho giới, giới hạnh. Cho nên mình thắp cây hương lên là nhắc nhở mình phải sống có giới hạnh, để cái hương thơm nó lan tỏa. Và để cái hương nó lan tỏa, cho nên người ta có một cái dụng cụ ta cấm cây hương. Cho nên không có lý do gì biểu người ta dẹp cái lư hương, hoặc là không được dùng lư hương. Đã bày cái lư hương ra mà không cho cấm, bày làm gì? Nói như vậy mà vẫn nói, đó là một dạng tà kiến, mê lầm. Cho nên mà không học Phật á, là không biết gì hết. Mà học Phật rồi mà không ứng dụng lời Phật thì tà kiến nó sanh. Tà kiến nó sanh. Cho nên người ta thường nói, Pháp Hòa nhắc hoài cái câu đó, tu mà không học là thêm lớn cái vô minh, càng tu càng vô minh, bởi vì không có học. Mà học mà không tu thì thêm lớn tà kiến. Tu mà không học thì vô minh, càng tu càng vô minh, bởi vì tu mà không học cho nên không biết gì hết. Tu mà không học thì thêm lớn vô minh, học mà không tu thì thêm lớn tà kiến. Mình học mình phải ứng dụng, mình phải ứng dụng lời Phật, thì từ đó kinh nghiệm của mình. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình chỉ học lý thuyết. Học lý thuyết là vậy nè, khi nấu cơm để gạo vô rồi đông nước lên hai lóng tay, nhưng mà không bao giờ thực hiện, thì mình không có biết rằng cái đó chỉ là cái pháp nấu cơm căn bản. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà người nấu một nồi cơm hai lóng tay nấu ra nhão là biết gạo này gạo gì? Gạo mới. Thì ngày hôm sau nấu người ta bớt đi miếng nước để cơm nó không bị nhão. Tại vì có thực hành cho nên mới hiểu được cái gạo này nấu theo cái công thức hai lóng tay là nó quá nhão, ngày mai sẽ tự giảm nước xuống để cơm nó ngon. Đó, học mà có ứng dụng, mà có ứng dụng thì có kinh nghiệm, mà có kinh nghiệm thì tà kiến nó không sanh. Còn nếu không á, ai đổ một lóng nước là đứng chỉ trích hoài thôi. Tôi đã nói là hai lóng nước, tại hồi xưa tôi học mà. Nhưng mà thưa đại chúng, cái đó chỉ là cái căn bản, phải không nè? Thành thử ra mình học Phật là như vậy đó. Học Phật để cho cái chánh kiến trí tuệ của mình nó sanh, mà không dính mắc vào một cái pháp nào hết, để cho chúng ta đừng bị cái chấp trước. Ở đời á, mình càng chấp càng khổ, càng thả mình càng nhẹ. Có nhiều khi á, mình cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Nhiều khi á, mình cố ý mình tưới hoa nhưng mà hoa nó chết ngắt, cỏ xanh. Tại vì tưới hoa mà không biết nước nó bao nhiêu, cứ ngày nào cũng cứ chăm vô đó, mà mình không biết rằng mình chăm quá nhiều nước, bây giờ nó ối thì nó làm thối rễ. Mà mình phải biết đôi khi, cho nên Pháp Hòa chỉ mấy chú ở chùa mà mỗi lần tưới mấy cái hoa chậu, tay này cầm cái bình nước vô đây tưới đó, mà phải lựa nha, phải dở nó ra, lựa cái chỗ nào nó không có bị cản những cái muốt, những cái lá thì nước nó không trào ra, cho nên phải để cái ngòi tưới nước đúng vào cái lõm nào mà nó trống. Bên cạnh đó phải lấy một ngón tay khác để vô, để mình cảm nhận được nước đã đầy, để mình không làm tràn. Nhưng mà chứ cầm cái bình nước tưới vậy mà không biết là lúc nào nó đã đầy, mà con mắt thì không thèm ngó, thì làm sao nó không sanh chuyện được. Mà chỉ cần á, mình chỉnh mình ngay lúc đầu như vậy, khỏi mất công phải lau.
Có nhiều khi mình sợ mất công này, nhưng mà lát mình mất thời giờ còn hơn. Mà mất thời giờ không sợ, mà sợ mất công. Mà có đôi khi mình quên một điều là vừa mất công mà vừa mất thời giờ. Mất công là phải lao, mất thời giờ lao. Chỉ cần hồi nãy bên này châm nước, ngón bên này để vô để biết được nước nó đã đầy là đâu có chuyện. Mình tu cũng vậy, mình tu cũng vậy. Mình phải biết rằng nếu mình đi trên cái con đường đó nó sẽ không có vững, thì tự mình phải thúc liệt. Cho nên tại sao Phật dạy chúng ta thọ giới? Hồi sáng quý vị nghe cái lời mở đầu của bác Quan Trai không? Bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ Bát Nhã thì không thể nào vượt qua bờ giải thoát được. Người muốn chứng quả vô thượng Bồ Đề cần phải lãnh thọ giới pháp. Tại sao vậy? Tại vì mình sống mà không có rào, không có ngăn, không có cản thì nó làm sao? Nó từ lưa ra hết. Cái gì nó cũng phải có cái biên giới của nó. Thì có được như vậy cái tự nhiên mình có khuôn. Chứ quý vị thấy không, cũng là một cục bột đó đó, nhưng nhị vậy đó mà để vô cái khuôn á, để vô cái khuôn ịn ụp nó ra kêu bánh quy. Mà cũng như đó đó mà để lên cái sửng hấp thè lè ra kêu bánh ít trần, vì nó không có khuôn. Bánh quy là nó có cái khuôn, còn không là bánh ít trần. Thật ra cuộc sống là mình phải có cái nỗ lực ở vấn đề tu tập nghe pháp. Cái thứ hai là khi mình nghe pháp vậy, mình có thường xuyên quán chiếu để mình học hỏi và thực quán. Thực quán là gì? Thực quán tức là mình quán đúng sự thật, không có mê lầm nhân quả, không có mê lầm về cái thân của mình. Thí dụ như bây giờ vị nào ngồi đây mà 60 tuổi rồi mà thấy sức khỏe giảm, nói trời sao tôi buồn quá, 5 năm trước tôi còn khỏe ghê vậy đó. Mà 5 năm trước mình nhiêu? 55, giờ 60. 5 năm là 1 năm thôi là nó đã thay đổi rồi, chứ đừng nói là 5 năm. Rồi bây giờ nè, bây giờ mình bước xuống 3 nấc thang, chỉ cần mình một cái giây phút mình sơ ý thôi, trật cái chân xuống là có thể mình trật chân, mình gãy chân đó. Chỉ một cái tích tắc, hồi nãy mình còn đi khỏe thôi, và một cái tích tắc sau đi cà nhắc rồi. Thành thử ra mình quán chiếu rõ như vậy để mình thấy rằng do mình bất cẩn thì nó sẽ xảy ra việc. Hay là cuộc đời này á, không có cái gì mình nói trước đâu. Quán chiếu như vậy để rồi mình không có đổ thừa ai, mình cũng trách ai, mà mình tự thấy mỗi người chúng ta có bạn, tự mình phải cái trách nhiệm với những gì mà chúng ta làm. Cho nên á, mình phải có nhận thức và quán như vậy. Rồi kế đến á, khi mình thấy mọi sự mọi việc như vậy rồi thì tự nhiên mình phải trực tiếp tham gia. Phó bà thưa đại chúng là mình sống, mình đi đến đâu mà mình tự mình hòa nhập được với mọi người thì mình thoải mái hơn, mà người ta cũng nhẹ nhàng với mình, phải không? Thí dụ nãy giờ quý vị đến chùa nè, quý vị ngồi rảnh nè, quý vị thấy ngoài trước nó dơ thì quý vị quét lau, ăn cơm rồi phụ rửa chén, tụng kinh xong phụ xếp tọa cụ bồ đoàn, mỗi người một tay một việc, tự nhiên đâu nó vô đó. Cho nên cái người xuất gia cũng vậy, mình đến đâu mình ở đâu, 3 ngày đầu thôi mình là khách, ngày thứ tư mình là chúng ở trong đó, mình phải có cái việc mình phải làm đối với chùa. Cho nên phải thấy cái ngôi chùa nào mình đến đó là cái ngôi tam bảo chung, chứ đừng nói chùa người ta. Không có chùa nào của người ta mà cũng chẳng chùa nào của mình đó. Chùa là của chúng, mình phải có bổn phận giữ gìn. Đến chùa nào mình đến đủ cái duyên, mình sinh hoạt bữa nay ở đó, dọn dẹp bữa đó, ngày mai mình không có ở đây, mình tới cái chùa khác thì mình lo ở bên đó. Tức là có ngôi tam bảo là của chung, mình phải có bổn phận. Cho nên nhà Phật gọi là chấp tác. Chấp tác là gì? Là giữ gìn công việc mà mình làm. Mà mỗi một ngày mình thực hiện được như vậy coi, mình thoải mái lắm.
Ví dụ như hôm nào quý vị đến đâu quý vị ăn mà có phụ, quý vị thoải mái hơn là không phụ gì hết mà vô ăn. Nhiều khi mình cũng nói trời ơi nãy giờ tôi không phụ gì hết á, à, giờ tới giờ ăn cái tôi có mặt. Nó dạ không sao, ăn đi rồi phụ. Bây giờ mình nghĩ rằng phụ rồi mới ăn, khổ không sao, không có trễ. Ăn rồi vẫn có chén để rửa, để phụ, chứ không có sao. Đừng, nếu mình đã quan niệm rằng cho tôi có phụ mới có ăn, không sao cả, một lát nữa ăn rồi phụ, không có sao hết. Chỉ cần cái quan trọng là chúng ta có thật tâm muốn phụ không. Nếu chúng ta thật tâm muốn phụ, đừng lo sớm hay là lo muộn, trước hay sau đều có việc để phụ hết. Ví dụ như vậy, trước khi khóa tu tôi muốn đến tôi phụ dọn dẹp, tốt. Bởi vì sau đó rồi tôi bận tôi phải về gấp, vậy thì tôi có thời gian tôi tới sớm. Nhưng nếu tôi tới đúng giờ tu không sao, tại vì tu rồi cũng phải dọn. Cuộc đời nó vậy thôi, phải không? Quý vị để ý ha, trước khi Tết có dọn dẹp để ăn Tết không? Đó. Mà sau khi Tết rồi có dọn dẹp để cất không? Lo gì? Trước khi mà Christmas mà Noel nha, là phải chưng này làm kia. Mặc dù lễ của cái nước và thưa đại chúng, cái lễ Noel nó không còn là thành ra một cái lễ của đạo Chúa nữa, mà nó là cái lễ văn hóa của nước ngoài. Mà chúng ta sống ở đây thì chúng ta hội nhập thôi. Chứ có quý vị đều có, dù mình nhà mình không có celebrate gì hết, nhưng mà mình có ăn Noel không? Có. Đó là cái văn hóa của nước Mỹ, nước Canada, nói chung là nước ngoài. Mình đừng có mình có bây giờ cái ngày lễ đó mình được nghỉ. Mình được nghỉ thì bạn bè gia đình tập hợp là ăn, mời tới ăn Noel. Không, thành thử ra trước khi mình bắt đầu cũng phải làm, và sau khi xong cũng phải dọn. Cái thiện tâm thiện chí mới cái quan trọng. Còn nếu mình muốn làm trước hay sau đều có để việc để chúng ta làm hết. Cái đó là nỗ lực. Sống vậy ai không thương. Chứ nhiều khi mình nói trời sao tôi, sao ai cũng không thương tôi hết á. Nhiều khi mình nhìn lại cái cách mình đối xử, mình hành xử. Mình không được 10 thì cũng được 3-4 điểm. Cho nên hồi đó mình đi học á, đi học mà quý vị ở đây đi học lái xe đó, thường thường là mình có một cái test, nó kêu là learn test đó. Mình biết cái lái sao, thì người ta không có bắt mình phải trả lời bằng cái câu của mình, mà người ta cho mình chọn A, B, C. Đừng có bỏ trống, tại vì bỏ trống là mình mất cơ hội lấy một điểm. Nhiều khi cứ khoanh. Bây giờ không biết câu này trả lời sao, take a good guess. Tức là mình chọn một câu nào mà mình thấy khả dĩ nhất, biết đâu chừng mình vớt được 5 điểm trong đó. Thí dụ vậy. Cho nên cuộc sống cái quan trọng là người ta thấy được mình có cái try. Khi mình đi học ở trong trường, cô giáo thích mình nhất, thấy cái sự nỗ lực của mình trong cái bài đó. Tôi không biết làm bỏ qua. Họ không thích vậy. Họ muốn mình làm cho họ coi. Nhiều khi họ mình làm họ mới thấy được cái điểm sai của mình là ở khoảng giữa, chứ không phải ở ngay lúc đầu. Và họ sẽ chỉ cho mình là sở dĩ anh sai là ngay lúc đầu anh cộng trừ, thay vì cái chỗ này cộng mà anh lại trừ. Nhớ trật. Cho nên người Mỹ họ vẫn thích mình try hơn là mình bỏ trống. Phải không? Và khi mình cho nên trong cuộc sống cũng vậy, có một cái vấn đề khó khăn đó, mình try to solve, mình try để mà mình giải quyết một vấn đề còn họ đỡ hơn là mình bỏ trôi, tức là mình thiếu trách nhiệm. Mà khi mình cuộc sống mình mà cứ buông trôi như vậy, cứ tới hồi ăn nhào vô mà tới thấy khó ăn một cái bỏ là không được, phải không? Cho nên hồi đó Hòa có làm một bài thơ, trong đó có cái bài thơ gọi là 10 lần trót lỡ. Nếu quý vị nào vô Google, quý vị bấm 10 lần trót lỡ, trong đó có một cái lỡ. Có mấy Phật tử đọc bài thơ nói trời ơi cuộc đời mình lỡ một cái là muốn chết, mà thầy lỡ tới 10 lần. Trong đó có một cái lỡ. Lỡ ngồi chơi một ván cờ, cớ sao lại nở ơ thờ cuộc chơi. Anh đã vô chơi một ván cờ rồi thì anh cũng phải chơi cho trọn vẹn. Nếu mình đã lỡ thành một cái người có doanh nghiệp rồi thì phải làm sao? Lỡ mang doanh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Nếu mình có là cái người có tiếng tăm trong xã hội thì trước sau gì cái chuyện người ta tị hiềm, người ta nói xấu, nói tốt, nói hành, nói mỡ, nói tiêu, nói tỏi là chuyện đương nhiên.